Bà yên chí đi, văn phòng của chúng tôi có chi nhánh trên toàn thế giới. Bà muốn chồng nước nào cứ cho biết. À, muốn coi thì mời bà lại đây. Tôi có sẵn danh sách cả trăm ông Việt Kiều, đầy đủ từ hình ảnh tới tiểu sử. Bà muốn lựa ai thì lựa. Dạ. Hả? Bà nói sao? À, bà muốn lấy Mỹ thứ thiệt chứ không muốn lấy Việt Kiều ở Mỹ hả? Cũng được. Dạ. Mỹ trắng thì chờ chừng tuần, Mỹ đen thì có liền khỏi chờ. Dạ. À, bà chờ tôi chút, tôi có đường dây bên kia. Hello, văn phòng dịch vụ hôn nhân nước ngoài. À, tôi đây. Nữa, cũng cô nữa. Rõ ràng tôi đã nói với cô hôm qua, văn phòng tôi không có đại diện ở Campuchia. Cô muốn lấy chồng Campuchia thì đón xe đò qua bển mà lấy. Không cần tôi giới thiệu. Vậy thôi nha, bye. Nhiều chuyện. Dạ, dạ đâu có. Dạ đâu phải bà nhiều chuyện. Dạ tôi, dạ xin lỗi bà. Bữa nào rảnh mời bà ghé tới. Dạ, dạ chào bà. Cả ngày hôm nay toàn là gọi hỏi không, không có thấy mối nào vô hết trơn. Mới kiếm được mối cái bể. Dạ, chào cô. Dạ, chào anh. Dạ, mời cô ngồi. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. À, bữa nay cô tới đây chắc là muốn lấy chồng nước ngoài. Dạ đương nhiên rồi, cho lấy chồng trong nước thì lấy ai làm được, lấy đâu mà không có, tới đây chi. Dạ. À, thủ tục ra làm sao vậy anh? Dễ ợt, điều kiện căn bản là cô phải đăng độc thân. Rồi em giải quyết xong xuôi rồi, thằng chồng em nó hút thuốc lào, mới vừa ly dị xong. À, em xin hân hạnh giới thiệu với anh nha. Ừ. Dạ em tên là Dung. Em là chủ dựa mắm lớn nhất cái chợ cầu ông Lãnh anh. Dựa mắm của em ngon lắm, nổi tiếng lắm, ngon lắm nghe. Bữa yeah. nào nhà anh có đám đó, đám tiệc, đám cưới, đám ma, đám dỗ, đám thôi nôi, đầy tháng, sinh nhật gì đó, mời anh ghé qua dùng thử nha. Dạ. Dạ, dạ đây, dạ gửi anh danh thiếp của em. Dạ, xin mời anh chỉ dạy thêm. Hồng Hương mắm. Bán mắm mà lấy tên là Hương. Dạ. Đó anh thấy không, tội nghiệp em lắm anh. Ban ngày đó buôn bán đó, mùi mắm đó, em muốn nghẹt thở rồi. Ban đêm về nhà, trời ơi mùi thuốc lào đó, nó ngập ngụa, nó tràn ngập cả căn phòng, làm sao em chịu nổi. Anh bó tay, tôi phải đành ly dị thôi anh. Bởi vậy giờ đây giờ đành mang tiếng gian dở một đời chồng đó anh. Cho nên bây giờ quyết định rồi, ra nước ngoài lấy chồng Việt Kiều để sống không khí nó trong lành hơn. Chúc mừng cô, có điều kiện ngu gì cũng xuất cảnh. Điều kiện sao anh? Cô nạp cho văn phòng tôi 1.000 đô đó. Dạ. Mọi chuyện sau đó tôi lo hết. Nói cho cô nghe, kết hôn với Việt Kiều coi như mình bỏ tiền ra mua cái giấy xuất cảnh hợp pháp vậy mà. Bỏ anh, bây giờ bỏ bao nhiêu tiền anh nói thử anh. À, dạ cái đó cũng tùy. Dạ. Mỗi nước mỗi khác. Dạ. Cô chờ tôi chút nha. Dạ. À đây rồi. Đây là cái giá biểu kết hôn với Việt Kiều trên toàn thế giới. Dạ. Tính bằng đô la Mỹ. Nghe kỹ ạ. Hoa Kỳ 30.000, Canada 25.000, yeah. Pháp 20.000, Úc 18.000, Đức 15.000, Thụy Điển 10.000, Nhật 7.000, Ấn Độ 5.000, Iran 2.000, Iraq miễn phí. Miễn phí em chịu, nó khỏi bỏ tiền mà đầu tư nước nào anh em quên rồi. Iraq. Hồi đó giờ có ai lấy chồng đi Iraq không anh? Có chứ. Vậy hả? Mấy bà mấy cô kém nhan sắc á. Ồ. Bị qua đó trùm khăn bịt mặt tối ngày đâu biết xấu hay đẹp. Khỏi tốn tiền đi mỹ viện. Thôi mà bà thôi em suy nghĩ kỹ lại rồi không được đâu. Em đọc báo nè, em nghe đài nè, nghe bên đó lộn xộn lắm, khủng bố nhiều lắm. Trời ơi, qua đó nó bắt cóc em cho em chết á. Chứ lại trời em đâu có xấu xí gì đâu. Tự nhiên qua đó bắt em trùm khăn bịt mặt, ai thấy được cái nhan sắc của em. Thôi em chịu đâu. Nhan sắc này qua bển sợ mấy ông bịt mặt. Cảm ơn anh quá khen em à. Anh ơi, có nước nào khác không? Nói đi. Có. Có cái nước này. Mình lấy chồng nước này đó, không những không tốn tiền mà còn được tặng lại 1.000 nữa. Ủa sao vậy, nước nào? Đài Loan. Lý do tại vì lấy chồng Đài Loan á là coi như một đi không trở lại. Cô nghe mấy đứa nít này nói hả,
má ơi đừng gả con xa, qua đài Loan kể như là đi luôn. Thôi thôi trời ơi buồn lắm, đi cũng phải về chứ đi luôn em chịu đâu. Anh à bây giờ vậy nghe, em biết anh là chuyên viên trong cái dịch vụ này, thì anh cho em lời khuyên đi, Việt kiều nước nào á là lịch sự nhất vậy anh? Theo nói tôi là anh nghe nha, đâu phải là em ham cảnh giàu sang phú quý như nước ngoài đâu, em có tiền mà. Với lại em có tài buôn bán sống đâu cũng được, trời đồng đâu có phụ mình phải không anh? Nhưng mà tội nghiệp anh. Anh biết không, em buôn bán mắm đó, cho nên suốt ngày mùi mắm nó quyện trong người em đó, cho nên em cũng hơi đau khổ. Mà không sao, đi đâu cũng đem theo nãy trơn á. Gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy con? Thuốc độc. Cái gì? Sao đem thuốc độc ở đây? Không, không phải, cái hiệu thôi. Dầu thơm poison. Dạ. Gì mà không nói rõ là tôi hết hồn. Em lấy độc trị độc đó anh. Hay vậy? Anh Việt kiều nước nào ngon lành anh? Theo ý tôi anh biết thì... sao không? Tại vì em thấy mấy anh Việt kiều á, anh nào lấy về nước dễ thương quá à, nói năng lịch sự nhỏ nhẹ, đi chơi với người yêu nghe, cầm dù che nắng nè, xong rồi đi vô trong gác tô găng á, kéo ghế cho đào ngồi, em thấy phát thèm. Về nhà nhìn lại chồng mình, trời ơi thấy muốn thưa lính mắt anh ơi. Anh biết không, nó say xỉn suốt ngày à, rồi nó hút thuốc lào sùng sột vậy đó, rồi cái nó mở miệng ra nó chửi thề, ai mà chịu cho nổi đâu, nó bà mẹ nó. Cho nên em quyết định nha anh Kỳ này á, em muốn đi ra ngoài để chồng Việt kiều cho nó khỏe đời anh ơi. Chưa nghe chồng chửi, nghe vợ chửi trước. Tôi nói cô nghe, cô lầm rồi. Mấy cái ông Việt kiều mà cầm dù che nắng á, là che cho đào thôi chứ không che cho vợ đâu. Giống như tôi nè, hồi xưa tôi lấy bà xã tôi cũng vậy đó. Lúc còn yêu đó thì tôi che mưa cho bà, lấy về rồi bà che mưa cho tôi. Thôi anh nói vậy thôi chứ tại anh đó, chứ Việt kiều tôi dễ thương anh ơi. Cô ơi, tôi nói thiệt, cô có tiền á cô nên đi Mỹ. Bên Cali đông người Việt lắm, y Sài Gòn mình vậy đó. Phải không? Bên nó lẩu mắm thiếu gì, tha hồ cô làm ăn, nghe không? Tôi nói cô nghe, nhiều ông Việt kiều lúc đầu về làm hung thúi người trong nước đó, lúc đầu chỉ nhắm mục đích là lấy tiền thôi. Sau đó là gặp người hợp ý, tình cảm nảy nở. Họ trả lời tiền còn sống với nhau rất là hạnh phúc đó. Đó, em cũng nghĩ như anh vậy. Bây giờ anh tâm sự anh chút nè, lo cái dịch vụ này là để mình kiếm đường đi thôi. Chứ thiệt ra mà nếu mình trúng người mà ý hợp tâm đầu đó anh, hợp nhãn hợp tính hợp tình đó, mình tiến tới hôn nhân thì vẫn hay hơn phải không anh? Đúng. Bây giờ vậy đi, em đồng ý cái dịch vụ này, anh lo hồ sơ cho em đi, em muốn đi liền càng sớm càng tốt. Được, bây giờ cô nạp lại phí cho tôi đi. Dạ. Rồi tôi sẽ kiếm cho cô một người chồng lý tưởng. À, cô thích loại nào? Đẹp trai, cao ráo, học giỏi, hay là muốn bắt chước Demi Moore, thích kép nhí? Thôi, anh chọc em hoài à, em biết người biết ta. Cũng đứng tuổi rồi, đâu có còn trẻ trung gì nữa. Hôm giờ vậy nghe, kiếm cho em một người mà xứng xứng với em thôi, cỡ thơm mi ngô được rồi. Vậy đi nghe. Go. Dạ. Đi lẹ vậy. Ủa sao sao anh? Tiền lệ phí. Trời, em quên. Trời ơi, phải nhắc em nghe. Vậy nghe, bao nhiêu em đưa liền, tiền Việt hay tiền đô? Trời đất ơi, văn phòng của tôi nơi đây là nơi giao dịch quốc tế, xin cô đừng bao giờ nhắc tới tiền Việt Nam. US dollar only. Tiền đô hả? Đâu có sẵn đây đâu, giờ em phải đi đổi thôi. Em đi em quay trở lại liền em. Ấy trời ơi, quên nữa anh. Quên hoài. Em định hỏi cái này, do em mà định hỏi mà em quên. Từ cái lúc mà mình làm giấy tờ cho đến lúc mà mình chính thức mình lên đường đó anh. Thời gian bao nhiêu lâu? Theo tôi... Em hỏi á, để mà em chuẩn bị em tân trang lại chút đỉnh đó anh. Em định sửa lại từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đó, đặng có gì qua bển thì biển Long Bích bận bikini đó anh. Cô ơi. Dạ. Theo ý tôi đó thì người cô đó phòng đủ cỡ rồi, chỉ nên hút ra để không nên bơm vô nguy hiểm. Cảm ơn anh nhanh thiêu quá. Còn về cái thời gian mà hoàn tất thủ tục đó, từ 3 tới 6 tháng, người bên Mỹ sẽ làm giấy tờ cô theo diện hôn thê. Rồi xíu quán Mỹ bên này nè mới kêu cô vô khám để tra tấn. Cái gì? Tại cô nói là, xin lỗi, kêu cô đi khám sức khỏe để phỏng vấn. Cho nên cô phải nắm những cái lý lịch của người chồng tương lai mình. Phỏng vấn đừng nói tầm bậy tầm bạ nghe chưa. Qua tới Mỹ rồi đó, kết hôn trong vòng 90 ngày, nhớ không? Nói nhiều quá, lung tung quá, không nhớ gì hết trơn á. Trời, anh đàn ông mà nói nhiều quá. Bà còn nói nhiều hơn tôi đó. Thôi giờ em đi nghe, em quay em đi chừng 5-10 phút cơ quay trở lại liền à. Chào anh đó. Đi đâu vậy? Để... buồn ngủ tội trọng á. Trời ơi. Thông cảm nha, mới ly dị xong cái nó lùng bùng vậy đó. Đi quay lại liền đó. Bắn mắm mà lanh ghê.
mà cũng dễ thương. Coi như bữa nay mình có một mối. Thấy vậy. Ủa, Saddam Hussein bị bắt rồi mà sao lại xuất hiện đây? Clear, sir. Chào cậu. Dạ chào bác. À, đây có phải là văn phòng giới thiệu hôn nhân không cậu? Dạ, hôn nhân nước ngoài. Đúng vậy. Chắc bác có con gái muốn lấy chồng nước ngoài đã bảo lãnh mất đi luôn phải không? Sao bác không dẫn cổ tới đây để con giới thiệu Việt Cồ cho kiểu? Gì? À, dạ quên. Dạ giới thiệu Việt Kiều cho cổ. Đồ lai à. Tôi là Việt Kiều ở bên Mỹ về đây nè. Hả? Còn đây là người bảo vệ tôi. Ồ. Tiếng Mỹ gọi là bodyguard. Cái gì? À, những người giàu có bên Mỹ như là Bill Gates nè, yeah. Donald Trump nè, yeah. Không? Và là ông tổng thống Bush với tôi đó, bước một bước đều có bảo vệ đi theo. Như tôi nói nè, nãy với cậu là bodyguard. Mẹ miệng à. Dạ vậy xin mời, kính xin mời bác ngồi. À quay cái gì vậy? Ừ, mày làm mày la lớn mày. Dạ, nói vậy bác đây là triệu phú bên Mỹ. Triệu phú bên Mỹ chứ tính tiền Việt Nam tôi là tỷ phú á. Tôi nói cậu nghe, những người ăn welfare như tôi đó rất bình dân. Gì bác? Những cái người mà triệu phú như tôi bên Mỹ đó, dạ, rất bình dân. Khi nào mà cậu đi du lịch đó không? Dạ. Rồi qua Cali đó ghé nhà tôi chơi. Trời ơi, vậy hân hạnh cho con quá. À, vậy bắt cho con cái địa chỉ đi. Khỏi địa chỉ, tới đường Vua Sa, cậu thấy số nhà 9295, bề ngang 15 thước, mái ngói đỏ, bốn vách tường cẩm đá cẩm thạch màu hồng. Trước nhà có cái cổng tam quan, hai cái cổng có hai con kỳ lân. Nhà bác bự dữ vậy hả? Không, nhà tôi phải, tôi xe phòng ngoài sau á. Kỳ vậy? Vì mình là ăn quê phải. Ủa, tôi là triệu phú phải không? Ở nhà lớn tụi nó để kẻ gian nên để ý lắm. Bác vừa tánh quá. À, thôi bác ngồi. Được rồi. Dạ, con biết bác đi đường xa, con mời bác ăn một miếng bánh đặc sản quê hương. Vậy hả? Bánh gì đây cậu? Quay! Dạ. Ê, ê. Gì vậy mày? La uống xong. Giòn á. Dạ, bánh lẻo tai hô đó bác. À vậy hả? Dạ gì? Lẽ lỗ tai heo á. Dạ mời bác uống lon bò hút cho nó khỏe. Quay ở gì nữa? Mình làm gì? Trời ơi, hôm nay làm hết hồn. Nhẹ nhẹ cứ quay quay á. Tôi nói cậu nghe, nghe hồi xưa mấy ông vua đó, dạ, mỗi lần nào đi ăn uống hoặc đi dự tiệc đều có cẩn thận nếm thử trước, sợ có thuốc độc. À, những người triệu phú như tôi đang nghĩ đó, nghĩa là cái sinh mạng còn quý hơn mấy ông vua đó nữa. Bởi vậy tôi bởi vậy hồi nãy bác mới vừa bước vô đó, con nhìn bác là con biết bác là đúng là Việt Kiều, mà phải là Việt Kiều ở Cali, tướng tá mới quý phái sang trọng như vậy nè. Cậu thật có mắt nhìn người. Dạ, cảm ơn bác. Bữa nay bác tới văn phòng. Ở đây. Dạ, ở đây cắm uống thuốc. Ờ, dạ. Dạ. Thôi được rồi. Đưa trả tao mày. Sang ghê. Dạ bác. À, bữa nay bác tới văn phòng có chuyện gì không bác? Có chứ, tôi nghe nói cậu có nhiều nữ khách hàng muốn lấy chồng Việt Kiều lắm phải không? Dạ phải.
Lúc này nhiều bà nhiều cô á, nhà giàu sẵn sàng trả tiền cho Việt Kiều để họ làm hung thú rồi bảo lãnh qua Mỹ. Mà trả nhiêu, ví dụ Việt Kiều mà có quốc tịch như tôi nhiêu không? Cỡ 50.000 đô. Bà nói thách quá, làm gì tới. Chứ... tối đa là 30.000 thôi. Già như bác thì phải discount 20%. Thôi được rồi, 30.000 cũng được. Nhưng mà tôi nói cậu nghe, tôi đó, tôi xa quê hương lâu lắm rồi. Nay tôi trở về đó, tôi thấy trong trời ơi đổi khác quá. Trời ơi, tôi rất là cảm động đó cậu. Ủa, bác thấy gì khác? Chắc nhà cửa nhiều quá phải không? Không, tôi đâu có để ý tới nhà cửa. Tánh tôi thương người, tôi chỉ chú ý mấy cô gái thôi à. Trời ơi, mấy cô gái này khác hơn hải ngoại cậu. Trời, dễ thương và trời lễ phép vô cùng. Bác nói làm sao chứ, con thấy bên Mỹ dễ thương hơn á. Không, không, tôi nói thật cậu nhìn coi, tôi có già lắm đâu. Năm nay tôi chỉ hơn 70 con mấy ngày à. Vậy đó mà ở Mỹ đó mấy cô gái gặp tôi kêu bằng chú, bằng bác, thiếu giáo dục. Còn ở bên đây nè, tôi đi gội đầu, tôi đi quán cà phê, tôi đi xe lăn mặt, mấy cô gái kêu tôi bằng anh không. Bác cứ cho tiền bo nhiều một chút, thì dù bác có 90 tuổi mấy cổ cũng kêu bằng anh thôi. Trời, xa quê hương rồi, nay tôi trở về đó, tôi thấy hoàn cảnh của đồng hương tôi thương lắm cậu. Trời ơi, ghê cực khổ quá. Nhất là tôi nhìn mấy cô gái ăn mặc quần áo mỏng ôm mong manh á. Trời, tôi muốn rơi nước mắt. Bác gặp mấy cô đâu mà quần áo mong manh? Trong quán bia ôm á. Bia ôm còn đỡ đó bác. Sao? Bác thấy mấy cái chỗ tắm hơi bác thấy tội nghiệp hơn nữa đó. Bởi vậy hôm nay tôi về tôi tính lãnh một cô qua Mỹ. Để mình giúp cho người ta. Giúp được người nào hay người nấy cậu. Trời đất ơi. Bác thiệt là người có lòng tốt. Chứ sao? Lúc nào cũng nghĩ tới đồng hương. Vậy là bác sẵn sàng làm hung thú để bảo lãnh một cô qua Mỹ. Chứ sao? Hôm nay tôi về đây là cái mục đích đó đó. Tôi nói cậu, càng ngày càng về già, tôi càng nghĩ nhiều đến việc từ thiện. Bởi ông bà mình có câu, dù xây chính bực thù đồ không bằng làm phước cứu cho một người. Tôi nhớ câu đó mà tôi nhất định đưa cô qua Mỹ, kể như tôi cứu được người. Dạ, cảm ơn bác. Người nào cũng được hay sao bác? Tôi dễ mà, điều miễn trẻ đẹp thôi à. Ồ, cái đó dễ. Trong phòng của con mỗi tháng có hàng trăm người tới đăng ký. Có những cô hiện là người mẫu thời trang đẹp nhất Sài Gòn nữa. Bác hồi nãy bác nói điều kiện bác chỉ cần trẻ đẹp thôi hả? Chứ sao? Vậy còn cái khoản tiền 30.000 chắc bác tặng lại hết. Đâu có, cậu phải trả cho tôi chứ. Ủa gì kỳ vậy? Mà nói thiệt không, tôi đâu có tiêu xài gì đâu. Tôi lấy số tiền tôi bỏ vào quỹ cứu trợ. Quỹ cứu trợ nào? Giúp cho trẻ mồ côi đó. Trời ơi, tốt quá vậy. Nhưng mà tôi sực nhớ hồi đó tôi muốn mồ côi cho nên tôi giữ luôn. Bác nói như vậy là bác lộn rồi. Sao? Bác kết ký giấy hung thú, người ta trả tiền cho bác. Cái đó người ta kêu bằng thuận mua vừa bán, đôi bên cùng có lợi, chứ bác đâu có giúp ai đâu. Mà thôi, chuyện đó cũng sao. Bây giờ con còn biết một vài chi tiết về bác để con giới thiệu cho người ta. Vậy hả? Là cái vậy được rồi. Tổng giám đốc Michael Douglas. Ủa, tên bác là Michael Douglas hả? Đúng, nhưng mà tên thật tôi là Quỳnh Douglas. Bị tôi hồi đó ở Đắk Lắk đó, gần Ba Mỹ Thuột đó. Rồi khi qua Mỹ tôi vô quốc tịch tôi đổi tên là Michael Douglas để nhớ quê hương. Bác là tổng giám đốc hả bác? Đúng rồi, tôi là tổng giám đốc. Tiếng Mỹ kêu là Board of Director. Cái gì? Board of Director. Board of Director. To bẻ miệng quá. Bác là tổng giám đốc công ty điện tử hả bác? Không, tôi tổng giám đốc tiệm bánh cuốn Thanh Trì. Dạ thôi cũng được, bánh nào cũng được, mình có tiền được rồi. Còn nói bác nghe, cái điều quan trọng bây giờ đó. Sao? Là bác phải có cái giấy chứng nhận độc thân. Ừ. Tại vì người từng trải như bác thì chắc chắn đã từng lập gia đình. Nhưng mà bác phải hoàn tất cái thủ tục ly dị hợp pháp thì con mới làm cái tờ hứng thú khác cho bác được. Cậu nhắc gì cho tôi thêm buồn. Sao vậy bác? Rồi khen. Trời, hô dầu nhớt của mày. Tôi nói cậu nghe. Trời ơi, tôi nói ly dị thì nói chi. Cái hoàn cảnh gia đình tôi kể ra nó thê lương lắm cậu. Sao vậy bác? Trời, tôi đời tôi vậy mà có ba đời vợ, mà ba người vợ đều chết một cách đớn đau. Tôi nói thiệt cậu. Tội nghiệp bác quá. Bị chết vì bệnh hay tai nạn vậy bác? Một người vợ đầu tiên chết vì nấm độc. Trời ơi. Rồi người vợ thứ hai cũng chết vì nấm độc. Trời. Người vợ thứ ba té từ trên tầng lầu 12 xuống đất. Ủa, sao bị té? Tôi hắt đó.
Sao hết? Bị bà không chịu ăn năm độc. Nhưng mà tôi nói cậu nghe thôi, cái chuyện đó nó cũng xảy ra này mấy hôm rồi, à, quên, mấy năm rồi. Bây giờ tôi hoàn toàn độc thân. Hoàn toàn độc thân? Độc thân. Vậy bác cho con coi giấy chứng nhận độc thân á. Có chứ. Dạ. Đâu rồi? À đây. Gì kỳ vậy? Gì? Này đâu phải giấy. Không phải đó. Đây. Chứng nhận độc thân. Áo. Gì vậy? Chết cha mày chưa? Tony Quỳnh Lâm Đồng. Ủa, gì kỳ vậy? Không phải. Đây là chứng nhận độc thân của cháu nội tôi. Ủa? Cháu nội bác không tính lấy vợ sao làm sẵn vậy? Có chứ, nhưng mà cậu phải chờ vài ba năm nữa. Sao vậy? Vì năm nay nó mới 12 tuổi. Đây. Trời ơi, mau lên. Ta đưa cho ông. Ở đây đâu rồi? À đây. Của tôi đó. Đúng rồi. Michael Douglas. À, đúng rồi. Ê, của tôi biên giấy trả tôi chứ. Dạ, con giữ là hồ sơ. Trời đất ơi, tôi nhớ đừng để làm mất ra, tôi mướn nó mất trả lại. Ờ. Con có cái hồ sơ của một cô này cần xuất cảnh gấp. Vậy hả? Tên là Nguyễn Thị Hồng Nhung. Ồ. Người mẫu thời trang. À. Cao 1m69. Dòng ngực trước khi sửa là 42. Nhỏ quá. Sau khi sửa là 84. Vừa. Con có hình nè bác. Đâu. Trời ơi, đẹp không? Xứng đôi không? Ờ. Đứng kế bác y chang như hai ông cháu vậy đó. Không. Như Đô Huyền Ương. Hình này đây hả? Dạ. Ủa sao thấy không có mặc áo? Đâu có. Chụp hình nửa người đó. À vậy hả? Dạ. Thôi được rồi. Được rồi. Con nói bác nghe. Cái cô này con quen thân lắm. Vậy à? Cổ vừa trẻ vừa đẹp vừa ngoan vừa hiền, lại vừa làm việc chăm chỉ lắm. À. Con kẹt con cái là má cổ nó bị bệnh. Bệnh kệ bá chứ. Dạ thì biết. Nhưng mà cổ phải tốn tiền lo thang thuốc. Nhưng mà nhưng mà bệnh gì? Dạ bệnh cúm gà. Ê, trời ơi. Dạ nhưng mà không sao. Dạ. Con nói bác nghe, bác là triệu phú. Đúng rồi. Đối với bác vài ngàn cũng như là cổng rác vậy đó. Nhưng mà đối với em này á, dù khi là cả một gia tài, bác biết không? Dạ. Không mấy con có ý kiến gì. Sao? Bác bớt cho cổ vài ngàn đi. Đại khái 30 thì bác lấy 25 thôi. Trời ơi, con nghĩ bác cổ mà biết chuyện này bác cổ nhớ ơn bác suốt đời á. Cậu cậu chưa hiểu được lòng tôi. Tôi nói cậu nghe, con người từng trải như tôi, tuy thương người nhưng mà tôi nói thật với cậu, luôn tôi trời đất ơi, về tôi đâu có đánh đâu. Dọn muốn đánh không? Thương người nhưng mà tôi rất quý trọng đồng tiền. Vì tôi nói cậu nghe, hồi mà tôi qua Mỹ đôi bàn tay trắng. Dạ. Tôi đi bán bánh mì thịt, mỗi ổ 1.50 đồng. Tôi mua 1 đồng đó 1.50 đồng. Rồi dài năm qua lại như là lần đó, mỗi một ổ bánh mì tôi chỉ lời 50 sen thôi. Ít quá ha. Mà vì cái cực khổ đó mà tôi biết giá trị của đồng tiền, cho nên tôi nói cậu nghe mới có sự nghiệp ngày nay. Yeah. Tôi hứa với lòng tôi là không bao giờ bớt cho ai đồng nào cả, dù họ năn nỉ. Nói về bác bán bánh mì có 50 sen lời thôi mà bác trở thành triệu phú như ngày nay. Không, tôi chưa nói hết cậu. Trời ơi, tôi đang buôn bán vất vả vậy, người vợ đầu tiên đó ăn nấm độc chết, để lại tôi 500.000 tiền bảo hiểm. Dạ. Rồi 2 năm sau trời thương chết thêm 2 bà nữa. Bây giờ tôi trở thành triệu phú. Bác may mắn, con nghĩ trên đời của mình bác. Gì đó? Thấy em là anh sẽ giật mình. Em quay lại. Dùng bắp. Dạ. Hên quá trời. Sao anh? Mới có ông Việt Kiều triệu phú ở Mỹ về, cần kiếm người là hung thú gấp. Thiệt không? Đâu. Bên kia kìa. Trời ơi, sao mà em gặp may mắn quá vậy? Trời, anh tránh ra đi để em qua em trà xã giao một cái coi. Trời ơi, may quá. Đây. Bữa bối. Xịt nữa. Trời ơi, không được bằng Tommy Ngô nhưng mà mặt ngầu quá. Trời ơi, em thích bạo lực. Thôi. Em chào anh mới về nước hả? Dạ đây là
chắc anh đưa ông nội anh về coi mắt dâu luôn hả con? Anh ơi, hình như người Miên không biết nghe tiếng Việt. Miên, Miên cái gì? Hả? Đâu phải cha đó. Ủa chứ ai? Cái ông ngồi mới đúng kìa. Sơn sát quá. Trời ơi, cái cụ ông ngồi đó là chồng tương lai của em hả? Còn gì nữa? Trời ơi, ra đây em nói anh nghe. Em giận anh. Gì giận? Em nói là kiếm cho em một két tương đương với em, tự nhiên đưa cái cụ ông này ra, già hơn Nguyễn Ngọc Ngạn nữa. Trời ơi, đúng với em coi sao xứng. Nè, lấy giả cho bộ lấy thiệt sao mà cần xứng đôi về lứa. Em biết đành rằng là như vậy, nhưng mà cũng phải làm đám cưới đám hỏi cho trời sớm người ta thấy. Em vậy mà theo không người ta hả? Rồi thằng chồng cũ em mà nó biết được em lấy ông già này nha, nó cười em thối đầu á. Cười là nó cười. Anh nói cho em nghe, em lấy cái ông già này đó, em khỏi mất công đi vậy. Phải không? Sao vậy? Em nhìn cái tướng ổng kìa. Em mà về ở với ổng chừng nửa năm muốn chết ngắt à. Tha hồ mà hưởng gia tài. Thiệt không? Nghe lời anh đi. Không có, anh chịu trách nhiệm á nha. Bây giờ có chịu không anh giới thiệu người khác à? Thôi được rồi, được rồi, em chịu á. Chờ chút. Dạ, thưa bác. Gì? Đây là cô Dung. À. Dạ, đang cần kiếm người để bảo lãnh đi gấp. Dạ. Vậy à? Dạ. Dạ, dạ em chào ông. Anh em chờ anh chút. Dạ. Gì bác? Tôi nói cậu nghe, tôi nhờ cậu kiếm tôi một cô trẻ đẹp, tôi vượt hàng ngàn dặm qua đây, cậu đưa cho tôi con mẹ sồn sồn này rồi chết tôi rồi. Sồn sồn như là chủ dựa mắm với cậu ông lãnh á. À, dạ. Giàu lắm. Vậy à? Còn thôi bác nghe, bác có ba đời vợ rồi à, mà bà nào cũng chết vì nấm độc. À, à. Bác nên lấy cái bà thứ tư này để an hưởng tuổi già đi. À. Lấy đào nhí qua bên Mỹ nó bỏ cũng vậy à. Nhưng mà tôi nói cậu nghe, bên Mỹ giờ cái nấm độc khó kiếm lắm. Nhưng mà thôi, để mà cậu nói thì tôi tính, để tôi tính. Không có tính lại chân á. Sao? Nghe con đi. À. Nói bà chồng tiền. À. Bác đưa bà qua Mỹ. Rồi. Hợp thì ở luôn. À. Lấy thiệt. À. Không hợp thì chia tay. Nhưng mà nếu hợp mà lấy thiệt tôi cũng không trả 30.000 lại à. Cái đó tôi nói trước à. Tôi bác không tin hỏi này coi nè, đó đâu rồi. Sao anh kết quả là sao? Xong rồi. Dạ. Dạ thưa em chào anh. Dạ, dạ em xin lỗi anh. Không có hồi gì. Nãy em có hơi sớm sát hồ đồ, em lỡ lời. Dạ em xin tự giới thiệu cho anh, em tên là Dung. Dạ. Dạ anh có thể cho em biết cái quý danh của anh được không ạ? À? Được chứ. Dạ. I am Michael Douglas. Yeah. Tonight meet you. Ồ dạ. Ôi. Trời đất ơi, cái mùi gì giống mùi mắm quá à. Nói rồi, lo sạch tên này không lo sạch đây. Trời ơi, ai mà biết mà cái tình huống đó thì tự nhiên hung tay, trời ơi, làm sợ thím mà nội luôn à. Dạ. Anh lắc. Không, anh đắc lắc chứ. Dạ. Đừng kêu lắc không kỳ lắm. Anh lắc ơi. Có đắc lắc đây. Dạ, em thấy là em với anh có duyên nợ hay sao? Đúng rồi. Dạ, thiên duyên tiền định á. À. Nổi cái tên không là đủ thấy rồi. Dạ. Anh là Michael đắc lắc, còn em tên là Dung đó. À. Khi qua đó nha, cái hai vợ chồng mình làm đám cưới đó. À. Em đổi tên lại là tên này là chắc là Dung á. Gì trời ơi, nói lẹ quá nghe. Dạ đây nè. Anh là Michael Đắc Lát, còn em á là Catherine Chết Ta Dung. À, Catherine Chết Ta Dung. Dạ, dạ. Trời anh ơi. Ôi, em nói anh nghe nha. Hai vợ chồng mình đó sẽ sống bên nhau trọn đời mãn kiếp đó. Em hứa với anh nha. Em sẽ sống với anh đến ngày răng long tóc bạc. Trời ơi, thương quá. Nhưng mà ngày đó như qua rồi. Chứ sao rồi sao? À, vậy là em sẽ sống với anh cho đến ngày em tiễn đưa anh vào viện dưỡng lão. Ủa mà anh đang ở trong mà. Không sao. Như vậy là cho đến ngày em đưa anh vào nghĩa địa. Không phải, em lộn. Cho đến ngày trọn tình trọn nghĩa. Anh ơi, thương quá. Thương quá. Ai luôn. Ôi trời ơi, tóc bạc.
đừng nhổ. Hả? Tóc của anh em thở nó cũng rụng à. Thôi được rồi. Ê, cậu ơi. Dạ. Cậu nãy cậu nói đúng á. Dạ. Tuổi của tôi không nên bay nhảy nữa. Dạ. Giờ nhảy còn nổi sao bay. Sống bên người vợ hiền về thiệt nó hạnh phúc vô cùng. Dạ. Ôi dồi, thương quá trời. Dạ. Tôi nói cậu nghe. Dạ. Mình sống bên một người vợ như vậy là dạ. quý lắm rồi. Đúng. Chứ bây giờ mình cặp với đào nhí người ta sẽ chê cha già không nên hết. Dạ. Đúng. Anh thấy hai em sao anh xứng đôi không? Quá xứng đôi. Ôi. Nhìn như hai cha con. Tài tử gia nhân. Anh làm ăn kỳ cục vậy anh ta. Trong khi anh nói với tôi là tuần này có người từ bên Mỹ về gặp tôi để làm hôn thú, tôi chờ hoài không thấy. Trong khi đó anh nhận tiền của tôi rồi, giờ anh tính sao? Ôi, em ơi, nhỏ nhỏ vậy. Anh có khách. Anh đã điện thoại nhiều lần cho ổng rồi, nhưng mà ổng nói chờ hết bệnh cúng gà mới trở qua. Cúng gà cái gì? Tôi chờ hoài, tôi cúng hai cái chân tôi luôn rồi đây nè. Bạn bè tôi làm tiệc tiễn biệt tôi hết rồi. Tôi quê rồi, bây giờ anh tính làm sao? Bây giờ anh nhắm hay anh làm được thì anh làm, anh không làm được thì anh trả tiền lại cho tôi để tôi tìm mối khác. Còn thôi anh tìm già trẻ lớn bé đuôi què sức mẻ gì anh thế vô đi, miễn là tôi đi Mỹ được thôi. Tôi bây giờ tôi không thể nào tôi chờ được nữa, anh biết không? Khỏi chờ. Trời ơi bé cái nằm như là ở bãi biển Long Mít vậy à. Đợi vậy. Khỏi chờ. Nếu anh muốn là em mà sẵn sàng qua Mỹ, anh sẽ đưa em qua Mỹ. Dạ. Anh ở Việt Kiều Cali nè. Theo tên anh là Michael Douglas. Anh có thể giúp em đi Mỹ được hả anh? À, giúp em chứ. Trời đất ơi, thương em anh sẽ giúp em chứ. Nhưng mà anh phải bớt em chút đỉnh nha. Tại vì em không có đủ tiền. Anh nói em nghe, với em anh hoàn toàn miễn phí. Em đừng có lo nữa. À. Bây giờ vậy nha, tụi mình đi liền. Dạ. Khỏi cần qua trung gian của văn phòng. Thôi thôi, bắt. Ôi, ơi. Gì vậy mày? Ông Vũ. Chi? Ông Vũ muốn có anh thử không? Thử gì? Thử coi người cô có thuốc độc không? Thôi mày, cái chuyện thử có thuốc độc là xong, tao chết chứ mấy mày mày. Trời, nó có nhiệm vụ mày hết rồi, đi đâu đi? Lãnh tiền trợ cấp có 700, mướn mày hết 500. Về Mỹ kỳ này chắc đâu lẽ tao hút cháo quá. Đi. Ơi. Trả quần áo tao mày. Đưa cái này. Thôi cái đó tao mua trong chợ trời, tao khỏi. Bác. Vậy là làm sao? Ai biết? Trời ơi trời, vàng sao tráo trở gì trời. Nhưng mà làm sao trời cao có mắt, già cỡ đó mà lấy gái cỡ đó 3 ngày chết chắc luôn á. Anh. Ông ấy bảo lãnh em qua Mỹ đi, qua đó em mở cửa hàng bún mắm em nuôi anh. Cô nghĩ tôi là ai vậy? Hả? Thì anh là Việt Kiều. Việt Kiều à? Đâu phải. Hả? Tôi là thằng chạy xe ôm ở Phú Nhuận đó. Ừ. Rồi gặp ông già đó, ông mướn tôi làm bảo vệ cho ông đó thôi. Ừ. Bây giờ nếu cô muốn đi qua Phú Nhuận hát karaoke, tôi bảo lãnh cô đi. Trời, đó lưỡi luôn vậy hả? Trời ơi, Việt Kiều tưởng ngon hả? Trời, đây đâu có cần đâu. Anh ba. Ông ấy. Dẹp cái cửa hàng dịch vụ này đi, em mở cửa hàng bún mắm ngay tại đây, hai mình hợp tác nha. Vậy phải đổi tên là cửa hàng dịch vụ hôn nhân ba mắm. Quay. Gì? Gì hả? Gì hết hồn nữa. Thôi khỏi quay gì nữa trơn á. Chào bà con cô bác. Xin cảm ơn ban kịch và riêng anh Văn Trung. Anh Việt Kiều Văn Trung xin mời anh lại đây. Dạ, xin chào anh. Dạ. Việt Kiều Văn Trung có lời chào quý vị các khán giả. Dạ, có chứ. Dạ. Trước khi nói chuyện với anh Ngạn, tôi lần đầu tiên qua Trung tâm Thúy Nga. Văn Trung, tôi thành thật xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Dạ, tôi cũng xin chào anh Nguyễn Ngọc Ngạn. Tôi rất cảm ơn anh. Tôi cũng xin nói với anh là năm 1966 á, có một soạn giả viết tuồng cho tôi trở thành một danh hài ở Việt Nam trước 75. Đó là Hà Rìu Quả Phượng. Hôm nay cũng chính anh viết một kịch bản để cho Văn Trung tôi diễn mà không có một cái giọng cười dê nào mà được khán giả thương. Tôi thành thật cảm ơn anh. Yeah. Thưa anh Văn Trung,
ở Việt Nam lúc mà tôi còn nhỏ, tôi thì cũng không có phải là một người mộ điệu về cải lương lắm. Tuy nhiên lâu lâu thì cũng có nghe. Thì tôi biết là anh nổi tiếng về nụ cười dê. Nhắc đến Văn Trung là phải nhắc đến nụ cười dê. Qua đây tôi cứ tưởng là cái nụ cười dê của anh, cái tiếng cười dê của anh đã bị thất truyền rồi. Thì may quá lại có Chí Tài thì, nối nghiệp anh. Thành ra tôi cũng lấy làm mừng. Nhưng mà thưa anh là trước đây đó, ai cũng biết là anh là ở bên cải lương, có phải không anh? Dạ. Bây giờ đó, với cái tuổi này đó, anh có đủ sức để anh ca một câu không? Dạ, một câu vọng cổ đó. Dạ, một câu vọng cổ ngắn. Anh có đủ sức không? Dạ. Không dám làm phiền anh. Dạ. Nếu mà anh đuối sức quá thì thôi. Dạ, dạ, cũng có thể ca. Nhưng mà để tôi xin thưa với quý khán giả, năm nay tôi, cái tuổi tôi mặc dù còn trẻ, 75 tuổi, nhưng mà ca vọng cổ thì chắc chắn là không thể nào lợi mấy em trẻ. Nhưng mà tôi, anh muốn tôi ca một câu vọng cổ về thể loại nào anh? Dạ vui anh. Vui thôi hả? Dạ vui. Hồi xưa cách đây 40 năm tôi có một câu vọng cổ mà chắc có lẽ cũng nhiều người ca cho bà con cô bác nghe. Mà cái anh ca chung với tôi là anh Hề Râu Thanh Việt. Bây giờ câu vọng cổ đó nó, cái chữ nào cũng có chữ N trong đó. Anh làm luôn đi. Làm luôn ha. Dạ làm luôn. Em có cần tôi cầm cái áo để anh lấy sức không? Dạ được. Dạ, dạ, được. Dạ cảm ơn. Dạ. Cái câu vọng cổ như thế này: bà con ơi, nếu có ca yếu quá bà con tha thứ giùm. Vô đầu. Nàng ngọc nữ ngược ngang ngang ngược, nuốt 5000 nhí nhảnh nói ngang. Nó nay nàng nhảy nhót nhẹ nhàng, nhảy nhầm nồi nước nóng nên nàng nhảy nay. Nguyễn Ngọc Ngạn nằm nhà nôn nóng, nằm ngửa, nằm nghiêng, nằm ngang, nằm ngược, nằm nửa năm nay. Như nàng ngọc nữ nên nức nở nghẹn ngào. Nhớ nước, nhớ non, nhớ nợ, nhớ nần. Nhớ ngày nào nàng ngọc nữ nương náu nhà ngạn, ngạn nuôi nấng ngày này ngày nọ nuôi nhiều ngày, nên ngọc nữ nở nàng. Ngạn những nở nhờ nàng ngọc nữ, nàng nở nào nói ngược nói ngang. Nhiều năm nhung nhớ ngỡ ngàng, ngạn nằm ngẫm nghĩ ngậm ngùi ngạn ngắt ngang. Thưa anh, chúng tôi biết là khởi đầu mà ở trong giới cổ nhạc thì anh là kép chính, kép mùi, có phải không anh? Dạ. Vâng. Thôi thì đáng lẽ ra chúng tôi còn nhiều thì giờ thì phải được hầu chuyện anh Văn Trung nhiều hơn. Một đàn anh rất lâu trên sân khấu. Nhưng mà hôm nay cảm ơn anh lần đầu tiên xuất hiện trên Paris By Night. Anh đã đóng góp cho phần hài kịch rất đặc sắc cùng với câu vọng cổ. Xin thay mặt Trung tâm Thúy Nga chúc sức khỏe của anh và mong sẽ có dịp được diện kiến anh một lần nữa. Dạ, thưa cảm ơn Nguyễn Ngọc Ngạn và Văn Trung, kính chào quý vị khán giả. Em cứ về cái nhà này là nhìn cái nhà cửa nó cứ vắng tanh như chùa Bà Đanh vậy đấy. Nghĩ mà tội thân phận cho cái gia đình của em. Nhà có mỗi một mẹ một con thôi. Cứ đi làm cả ngày về là không bao giờ thấy bóng dáng của nó. Cái gì em cũng tự làm cả. Đi ra ngoài đường tự làm việc, rồi về nhà em tự làm việc. Nói chung mọi việc là em đều tự xử giết em quen rồi. Ôi, đi về về mệt chết luôn rồi còn phải tự may vá nữa này. Khổ thân em không. Không nhờ được con cái tí gì cả hết. Xe chỉ ơ mấy kim em luồn kim, ơ mấy kim em luồn kim. Đấy, mỗi lần em hát cái bài này em lại cứ nghĩ đến cái thân phận của em. Em á, cái ví như là sợi chỉ ấy, mà chồng em cứ ví như là cây kim ấy. Mà cây kim nó chết quách đi rồi.
Bây giờ bởi vậy nhiều lúc cần cây kim để dùng, không có cái gì để dùng cả. Quá ư là buồn. Thôi hát bài khác cho đỡ buồn. Chị là chị hai sinh, tàng tình là chị hai đứng, đứng một mình. Nhiều lúc thấy xinh càng xinh, đứng đứng một mình. Nhiều lúc thấy xinh càng xinh. Công nhận đấy, mỗi lần em hát bài này xong em thấy em xinh thật đấy quý vị ạ. À, xinh quá luôn ấy. Đấy, em hát hình như có ai ủng hộ em ấy, cười khúc khích nữa cơ. Ô chết, nhà có khách à? Dạ, chào cụ ạ. Dạ, cụ tìm ai ạ? Thậu phải không? Dạ. Không nhận ra anh hả? Dạ. Anh là Thọ nè, Việt Kiều Biêu Ly Nguyễn Trường Thọ, từ Mỹ về kiếm em nè. Cụ ơi, chắc là cụ nhầm nhà rồi. Chứ nhà con không bao giờ mà quen ai là Việt Kiều mà tên là Biêu Ly Nguyễn Trường Thọ cả. Không có nhầm đâu. À, đây có phải là ngõ 6, dạ, khu phố 6, phường 6, số nhà 286, xẹt 66, xẹt 16, xẹt 6, đường Võ Thị 6? Dạ, bây giờ không phải trời tháng 6 mà tại sao mưa ướt áo ạ? Cái gì? Dạ, cũng đọc kiểu gì mà mưa nó tầm tã bay lên mặt con nè. Dạ, đúng đây là địa chỉ nhà con rồi, nhưng mà cụ tìm ai ạ? Ủa, nói vậy em không phải là Hậu, vẫn hay chích chát hàng đêm trên internet chứ anh sao? Dạ, lúc nãy mưa tầm tã, bây giờ lại mưa lã chả ạ. Là cụ già quá nên nói tới đâu phun mưa đến ấy à. Dạ đúng đây là nhà con rồi ạ. À, nhưng mà cụ tìm Hậu. À đúng rồi. Dạ con là Hoa, con gái của con là Hậu. Cả cái làng này ai cũng kêu mẹ con là Hoa Hậu. Mẹ con là tự tin thế ớn, tự xưng mình là Hoa Hậu chứ. Dạ vậy là cụ là khách rồi ạ. À, khách quý lâu ngày đến nhà chơi. Dạ, 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 dạ mời cụ ngồi ạ. À. Dạ, cảm ơn. Dạ, để con lấy nước cho cụ dùng nhá. Khỏi, 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 có nước suối rồi. Dạ, cụ ơi, không được đâu, người ta nói ấy, khách tới nhà không trà thì nước, để con lấy nước cho cụ. Chết, hết trà cụ ạ, à, cụ đợi con lấy nước khác cho cụ nhá. Ủa, nước dừa hả? Dạ không, đây là nước mưa mà đựng trong gáo dừa ạ. À. Đấy, cụ biết không? Mấy khi mà ông trời ông phun mưa xuống, vừa phun một khát là con phải lấy lu con hứng ngay. Cụ uống cái nước này ấy, nó ngon mà nó ngọt, nó còn tinh khiết hơn cả cái nước suối nhà cụ đấy ạ. Cảm ơn. Dạ, cụ dùng ngon nhá. Cụ ơi, cụ uống khéo khéo gạt mấy con lăng quăng ở trong lu ấy. Cụ ơi, cụ đừng phun, cụ đừng phun. Ông bà ta có nói, ở dơ thì sống lâu. Cụ cứ uống nuốt hết là cụ thọ lâu lắm cụ ạ. Dạ, dạ. Cụ uống ngon nhá. Chết cụ ơi. Cụ ngồi yên, cụ ngồi yên, cụ ngồi yên. Úi trời ơi. Úi trời ơi cụ ơi, con xin lỗi cụ, nhà ruồi muỗi nhiều quá cụ ạ. Để con đập tiên sư chúng nó. Muỗi dám bay vào mồm khách này, muỗi dám bay. Ôi chết rồi cụ ơi, nó lại vo ve vào miệng của cụ rồi. Cụ đứng đây đợi đó, con đập đấy. Trời ơi. Dạ dạ sao ạ? Cái này là một ruồi chứ đâu phải con ruồi đâu. Con nốt ruồi hả cụ? Ôi chết. Thế Việt Kiều về là cứ phải có con ruồi đậu trên mồm đấy hả cụ? Phải, con mình tôi có hả? À, thế là cụ độc quyền chứ gì? Dạ, con xin lỗi cụ, tí thì nữa là cụ rụng hết cả răng rồi. Dạ, không còn cái răng ăn cháo. Dạ, à, cụ ơi, dạ, mời cụ ngồi. Dạ, con hậu đậu quá. Cụ ơi, thế hôm nay cụ đến nhà của con là hình như là cách hậu nó có người ở nước ngoài gửi quà gì về cho nó hả cụ? Dạ, đâu có. Dạ. Con xin tự giới thiệu. Dạ. Con là người yêu của Hậu. Ủa, bác sao vậy bác? Dạ. Bác sao vậy? Dạ, không sao ạ. Dạ. Bác sao? Ơi, bác là má của Hậu mà bác kêu con bằng cụ nghe kỳ quá. Dạ. Thật sự tôi không biết ai kỳ, chứ tôi mà kêu cụ bằng con nó mới là tổn thọ tôi đấy cụ ạ. Thế năm nay cụ bao nhiêu tuổi ạ? Đấy, nghe cụ nói xong mà con ho sặc sụa luôn, sắp chết luôn. Cụ bao nhiêu tuổi ạ?
Dạ. Cụ bao nhiêu? Khó nói quá, bác đoán thử coi. Cụ tầm 70 chưa? Dạ chưa tới. Chưa bao nhiêu ạ? 69. Cứ 70 với 69 cũng như nhau, còn rút bớt tuổi làm cái gì? Bớt tuổi nào hay tuổi đó. Thế sao mà, tại sao cái con Hậu nhà con nó quen cụ từ lúc nào mà con không hay biết nhỉ? Thật sự là cụ quen với nó từ lúc nào hả cụ? Dạ, tại vì con với Hậu á hẹn nhau lúc giữa đêm không à. Cái gì? Cái Hậu nhà con và cụ quen nhau vào lúc nửa đêm? Cái con điên này nó dám hẹn cụ tò te tú tí vào nửa đêm hả? Dạ không phải. Ý con nói là con với Hậu xích chát với nhau trên internet lúc nửa đêm, bị lo bàn tính chuyện tương lai cho nên nói hơi lâu. Dạ. Dạ cụ ơi, con nói cụ nghe, tương lai cụ không còn nữa đâu, đừng bàn nữa nhá. Với lại ấy, con thấy là cái tình hình tại sao là con của con ấy mà con bán biết bao nhiêu heo gà lợn qué để mua cho nó mỗi một cái computer để nó học hành, cuối cùng nó lại lên mạng nó chít chát quen ngay một cái ông già như là cái ông cụ cố tổng. Thương thật ấy. Mà cụ này, sao mà cụ già mà cụ lấy vợ muộn thế? Sao không lấy sớm sớm một tí? Cụ chọn người cho xứng đôi vừa lứa. Cụ lấy con gái nhà con, người ta nhìn vào người ta lại bảo cụ là già mà ham chơi chống bỏi đấy. Chống gì cũng được, miễn còn kêu là tốt rồi. Sớm có gõ được hay không nữa mà đòi kêu. Ôi trời ơi. Thôi mời ngồi cái. Để tôi kêu khách ra, tôi kêu con tôi ra nhá. Hậu ơi, ra có khách kìa. Ôi trời. Mẹ gọi con à? Đang bận quấn cả tay xong nhà ấy. Ấy chứ, nhà mình có khách hả mẹ? Dạ con bẩm cô. Cái bà nội bà ấy, người yêu của bà đấy, qua mà gặp gỡ giao lưu đi. Con làm gì có người yêu già thế? Này người yêu à? Người yêu gì mà già thế? Cái này người yêu. Người... Trời ơi, đây phải Hậu không? Sao cầm mã tấu giống đầu gấu vậy? Xin lỗi cụ. Mà cụ là ai? Trời ơi Hậu, em không nhìn ra anh hả? Billy Nguyễn Trường Thọ nè. Billy Nguyễn Trường Thọ? Ừ, người dẫm chích chát với em hàng đêm đó. Tên nghe nom cũng quen. Sao mà không giống hình internet? Trời. Chắc là anh post tấm mình 20 năm rồi phải không? Không có, 30 năm. Thế nickname của cụ là gì? Trẻ mãi không già. Trẻ mãi không già. Có bao giờ trẻ đâu mà bảo già. Chứ còn nickname của tôi là gì nào? Nhỏ hoài không lớn. Con này nó dở người. Đúng thật không? Nhỏ hoài không lớn. Mình bé thì giấu đi còn vạch cho người ta xem. Con này con điên. Anh, đúng là anh Thọ của con rồi đấy mẹ. Anh Thọ. Sao anh già thế? Thật sự ấy, nhìn hai người tình tứ nhau mà tôi cứ ngỡ như là ông và cháu. Mẹ này, con xin giới thiệu với mẹ nhé. Đây là anh Thọ, Billy Nguyễn Trường Thọ, Việt kiều Mỹ đấy mẹ, vị hôn phu của con. Anh, chào mẹ đi anh. Dạ, con chào má. Trời ơi, cao đất dài ơi. Mẹ, sao mà tôi không có phúc như thế này. Mẹ, mẹ gặp con rể tương lai sao lại buồn là thế nào? Mẹ đây, mẹ là người đầu tiên trong làng có rể Việt kiều Mỹ. Mẹ phải hãnh diện lên. Hãnh diện cái gì mà hãnh diện? Mẹ nhìn con rể tương lai của mẹ, mẹ cứ nhớ gương mặt của ông ngoại con ngày sắp mất con à. Trời ơi, mẹ này, cứ linh tinh là nào? Tinh tinh. Anh bảo em đấy, là tháng tới mới về. Sao lại đổi ý đột ngột, làm người ta chưa có chuẩn bị gì hết. Anh cũng tính vậy quá, nhưng mà tại vì anh nhớ em quá, không ăn được, ngủ được, cho nên anh mới đổi đại vé về với em đó mà, honey. Dừng coi đi. Ủa, má em có bầu hả? Bầu cái đầu nhà ông ấy. Ông nghĩ sao mà bầu? Cơm tôi nhìn hai cảnh hai người ái ân nhau mà tôi nổi hết cả da gà đây này. Cơm bố không ra bố, con không ra con, chả ra cái gì cả.
anh đợi em xíu nhá. Em nói chuyện với má em. Mẹ này, từ nay đừng gọi anh ấy bằng cụ nữa nhá. Anh ấy là rể tương gia, tương lai của mẹ đấy. Anh có chuyện gì nói với mẹ nói đi. Dạ. Dạ thôi, cụ cứ đứng một chỗ đi. Cụ mà di chuyển đến đây chắc là đến Tết năm sau đấy cụ à. Để con đến cho nhanh nhá. Dạ. Cụ có chuyện gì muốn nói cụ nói đi à. Dạ sao ạ? Dạ con tính về đây gặp má để bàn cái chuyện đám cưới con với Hậu đó mà. Dạ thôi khỏi bàn tính, cụ cứ đưa nó thẳng qua nước Mỹ hộ tôi nhá. Chứ cưới hỏi là tôi nhục như con cá nục nhá. Trời ơi. Dạ nhưng mà ý con này là... này xin lỗi nhá, tôi đây không dỗi hơi mà để khiêu vũ với bầy sói nhá. Mẹ ơi, trời ơi là trời, đời người con gái có một lần, con cứ tưởng là mẹ muốn một cây đám cưới thật linh đình để cho nở mày nở mặt với hàng xóm. Nở nồi thì có ấy cô à. Cô nghĩ sao mà cô đám cưới với cái ông già này, cái ngày đám cưới đi ra đường tôi với cô nhìn vô ai biết ai là cô dâu hả cô nỡm. Trời ơi, tôi cứ tưởng tượng cái cảnh hai người cưới nhau, thật sự tôi lại cứ buồn nôn. Má ơi, má có sao không vậy? Cảm ơn anh, tôi không sao, nhưng mà nhìn anh hình như có trăng thì phải đấy. Anh có vấn đề gì phải không? Sao má hay vậy? Ừ. Con muốn restroom. Cái gì? Trời mùa hè nóng nực mà bị rét run à? Mẹ quê quá. Resume là đi tiểu tiện đây. Dạ. Tiểu tiện thì đi nhanh đi, vãi hết cả ra nhà người ta nữa này. Em lấy giùm anh cái vali cái, trời ơi. Ui, lại còn vali nữa cơ, trời ơi. Nhanh nhanh đi. Lại lại em ơi. Công nhận đồ Mỹ cái gì cũng bự cả. Vali cao hơn em đấy. Ừ. Đây đây đây. Ơi. Cái gì nữa đây? Chắc là lấy cái bô ra đi tiểu sao? Cái gì bô đâu mà để trong vali. À. Má sao tưởng tượng quá. Trời ơi. Cái này là cái thuốc gì đây? Thuốc bổ thận, anh uống thế nước. Mà chắc anh mua lộn thuốc hay sao á. Anh mua toa vua Minh Mạng mà nó bán anh vua Tử Đức mới chết chứ. Cận quá đi hết. Thôi anh đi. Đi đi nhanh lên, vãi cả ra nhà người ta kia kìa. Đi đâu đây? Dạ thì đi vô tiểu. Đấy phòng ngủ hai mẹ con tôi. Chưa tới toilet đâu. Ở đây không có nhà vệ sinh, đi thiên nhiên hộ cái. Đi ra bụi chuối kìa kìa. Nhanh nhanh cái đi. Ôi trời ơi. Đi cẩn thận đấy nha. Hôm nọ có ông hàng xóm hôm qua ông đi nhờ đấy. Đi kiểu gì cái con rắn hổ mang nó nhìn cái nó phập cái mất luôn của quý. Trời ơi. Đi qua chỗ khác đi. Dạ đi qua đây nha. Qua cái bụi tre ngay góc bên này. Xin hỏi một câu tế nhị. Dạ sao ạ? Có bị tiểu đường hay không? Dạ không biết có hay không mà bác sĩ cấm ăn ngọt. Thôi đúng rồi, vậy là tiểu đường rồi. Thôi đừng có đi chỗ đấy. Nước tiểu nó ra nó ngọt rồi mấy con kiến lại tưởng cây mía nó bu vào nó rỉa cho bằng hết đấy. Trời ơi. Sao nhà này giống sở thú vậy? Toàn là động vật thích ăn thịt không à. Con đi ra đây. Đi ra ngoài lộ tôi cái đi. Ông đi từ đấy thì chắc là quần ông ướt hết. Cẩn thận nha anh nha. Đấy. Trông dáng ấy xinh mẹ nhé. Cứ vừa đi vừa khép y như là gái Nhật ấy. Yêu ơi là yêu. Gái Nhật cái gì mà Nhật? Cô mắt cô bị lộn chồng rồi à? Cô nghĩ sao mà cô đi lấy một cái ông già, già khú già khắm như thế, cô lấy về mà cô gãi lưng cho người ta hả? À? Thì mẹ ôi vẫn dạy con là gừng càng già càng cay. Cay cái nỗi gì mà cay? Này, nói có sách mách có chứng nhá. Người ta Việt Kiều về toàn đô, thằng cha này toàn thuốc là thuốc không thôi. Chả có tí quà cáp gì hết. Đây này, mới vừa mở ra là tao thấy ngay đây này, đấy thấy chưa? Hồ sơ bệnh lý, bệnh nhân Biêu Ly Nguyễn Trường Thọ, căn bệnh suy thận kinh niên, triệu chứng 20 phút bị đi tiểu một lần. 20 phút bị đi tiểu một lần, sao không mặc tã luôn đi? Cưng, tôi còn đi nhiều lần làm gì cho nó mệt? Ôi giời ơi là giời, dễ với trẻ gì? Cái gì đây? Đông trùng hạ thảo. Tam tinh bổ thận, hải cẩu hoàn, toàn những cái thuốc gì. Còn cái gì nữa đây? Cương dương bền bỉ, có hiệu quả ngay từ lần uống đầu tiên. Úi giời ơi, toàn ba cái thuốc linh tinh. Còn cái thuốc gì nữa đây? Vãi cả da,
Đấy, đúng rồi, thằng cha này nó uống thuốc này chả chắc gì nó vãi hết cả nhà mẹ con mình con ạ. À, cái thuốc này là Vigaza. Vigaza là chữa bệnh gì hả con? Hình như nó là tăng cường tâm sinh lý đấy mẹ. Tăng cường tâm sinh lý. À, cái thuốc Vigaza này hợp với mẹ, mẹ lấy nhé. Được rồi, con cất cái vali này con trả cho lão nhá. Rồi phế thảo lão ra khỏi nhà ngay cho mẹ nhá. Mẹ không muốn nhìn mặt cái loại người này tí nào hết. Không có phế thải được đâu mẹ ơi. Con ấy chỉ cần người làm hôn thú đưa con sang Mỹ thôi. Già thế này chứ mà còn già hơn nữa đưa con sang Mỹ con cũng bằng lòng. Dạ cô ngồi đây để tôi đưa cô lên đầu của tôi thờ cô nhé. Cô nghĩ sao thế hả cô? Cô đi lấy một cái ông già như thế, ông khai với tôi năm nay ông 69 tuổi nhá. Nhưng mà thưa với cô nhá, Việt Kiều về đây là hay giúp tuổi bớt đi bớt lắm đấy. Ông ấy không chừng là ông ấy là 80-90 rồi. Thôi mùi giời ơi, cô mà lấy cái ông già đấy hả? Về hả? Có mà mai mốt sống không bao lâu thì thành quá phụ ngây thơ, hiểu chưa? Tuổi tác đối với con không thành vấn đề. Nhưng mẹ vẫn hay dạy con á, là một, lấy người thật trẻ để ăn đời ở kiếp. Hai á, là lấy người thật già cho nó chết sớm, đặng đi lấy chồng khác. Cái con này con điên. Đặng thật già cho mau chết. Này, cái loại người đấy nhá, sống không chết, sống không sống mà chết không chết nha. Nó cứ ngáp ngáp rồi nó đơ củ tỏi ra đấy. Cô phục vụ người ta là cô phí cái tuổi xuân của cô hiểu chưa? Ôi, con xin ơi. Mẹ cứ yên lòng. Hễ mà lão ta bị bại liệt là con ly dị ngay. Ly dị cái gì? Cô thì cái gì cô cũng nói được thôi. Mà xem lại vấn đề người ta đi. Có tiền bạc của cái vật chất gì hay không? Anh ấy khoe với con ấy là anh ấy ăn tiền bệnh mà mẹ nhá. Bên Mỹ anh nói là có bệnh là có tiền, cứ nằm ra là có tiền ấy. Sao cái con này nó dở người thật. Có bệnh là có tiền đấy, mày về mày phục vụ nhá. Sung nó rơi đầy mồ mày nhá. Sao mà tao mua cho mày cái computer ấy để mà lên internet chat chít thì cũng lựa cái người ấy cho nó hợp với mình. Lựa ngay cái ông già. Ui giời ơi là giời. Con mẹ nghĩ cái trẻ tuổi nó thích con à. Con thử quen mấy thằng rồi mà cứ mỗi lần lên mạng là nó cứ bắt con cởi tuốt tuần tuột ra. Sao mày không cởi ra luôn đi? Này, kinh quá. Cái gì chết con ơi, mẹ nhìn kỹ rồi. Con đừng cởi nhá, tuyệt đối không bao giờ được cởi. Tại vì khi con cởi ra thì nhìn trên internet người ta sẽ nhìn ra con là mặt thì phụ huynh mà thân thể thì sơ sinh nhá. Không nên con ạ. Ôi trời ơi, kinh quá con ạ. Đấy, mẹ thấy chưa? Cái gì trên người con cũng bé tí. Mày nhá, đàn ông bây giờ háo sắc lắm mẹ nhá. Đàn ông bây giờ háo sắc á? Đàn ông thời nào cũng háo sắc cả cô ạ. À, chả trách thế mà mẹ con mình ế chỏng gọng ra đây này. Ôi trời ơi là trời. Năm ngoái mẹ cũng có nhờ con lên internet tìm hộ mẹ một ông. Nhưng mà con đâu có dám, lỡ mà người ta bắt mẹ tuốt tuồn tuột như con thì sao? Cơm tuốt tuồn tuột là cởi ra gì? Vâng đúng ạ. Úi trời ơi, cởi ra thật đấy. Con ơi, thôi đừng cởi. Mẹ mà cởi ra trên thân thể mẹ có mỗi hai con ốc vít. Chết mẹ xấu hổ lắm con ạ. Đây, mẹ mà cởi ra đi, hai con ốc vít làm nổ tung màn ảnh computer của con đấy. Ôi giời, thôi. Cô thì lý luận, lý sự, cái gì cũng nói được. Đi về đi ra ngoài xem cái thằng chồng tương lai của cô nó chết bờ chết bụi đâu rồi. Xem quần áo có cần thay quần cho nó không. Đi là vãi hết cả ra ngoài đường bây giờ. Anh Thọ ơi, anh Thọ có còn Thọ hay không anh Thọ? Công nhận cái nhà này có cái tượng giống người quá à. Rõ ràng là mình đi đúng địa chỉ mà sao không thấy ổng đâu ta? Ủa kỳ vậy ta? Ổng đâu mất tiêu rồi. Này cô. Ý trời đất ơi, hết hồn. Cô hỏi người hay là cô hỏi ma? Ủa bác, con xin lỗi nãy giờ con tưởng cái tượng. Cô nghĩ sao thân thể ta này mà bảo tượng à? Tôi là người nhá. Cô tìm ai? Dạ, tìm ông Billy Nguyễn Trường Thọ bác. Ừ, xin giới thiệu với cô là ông Billy Trường Thọ đang ở đây nhá. Ủa gì hả, ông đâu rồi bác? Và cô là cái gì của ông Billy Nguyễn Trường Thọ? Dạ. À. Người ta bảo mà Việt Kiều về đây lắm đô là lắm đào. Vừa hẹn với con mình xong bây giờ lại hẹn thêm một con khác đến đây nữa. Để mình kêu con hậu ra cho nó biết tay nhá.
Hậu ơi, ra mà có khách nữa đây. Ra đây mà xem này. Ai đây? Đấy, mày nhìn đi, mày nhìn kỹ đi, mày so sánh đi. Ai? Giơ hai tay lên đi, giơ hai chân ra đi. Đấy, thấy chưa? Chân mày cũng cụt hơn chân người ta, tay mày cũng cụt hơn tay người ta. Mày thấy chưa? Người ta chân dài tới nách, còn mày nách dài tới chân. Mày nghĩ đi. Ai đây? Mày so bì được không? Xin giới thiệu với mày nhá, đây là con bồ nhí mới của ông Billy Nguyễn Trường Thọ nhá. Nó về đây để nó đánh ghen nhá. Này, tôi nói cô biết nhá, ông Billy Trường Thọ có đến đây, nhưng mà nãy giờ tôi trân trọng báo cô biết là mẹ con tôi chưa hề đụng đến một cọng lông tay, cọng lông chân nào của ông đấy. Dạ. Nếu mà lông ông ấy có rụng thì do ông ấy già của ông ấy tự rụng nhá. Và tôi báo cho cô biết nhá, cô mà đụng đến mẹ con tôi nhá, cô đừng có hỏi tại sao mà đít cô cắm vào cổ mà mặt cô bổ làm đôi, răng môi cô lẫn lộn nhá. Bá, bình tĩnh. Dạ, con xin giới thiệu, con là con của ông Billy Nguyễn Trường Thọ. Ồ, thế hả? Sao nãy giờ con báo sớm? Bác đâu có cho con nói đâu. Ôi trời ơi, tí nữa thì đầu rơi máu chảy ra đây rồi. Xin lỗi cô nha. Dạ, ba con đâu rồi? Sao mà cứ giang hồ thế nào? Anh đi đâu lâu thế làm người ta đợi mà. Ba. Trời đất ơi, phải đi cuối cái làng này mới có chỗ vậy vẫn vẻ mới giải quyết được chứ. Ba. Nè, hồi nãy bác gọi con á, bằng con, bây giờ gọi bằng ba nghe kỳ quá. Dạ, phẩm thưa cô. Cụ già quá, cụ lãng tai rồi. Bị đi tiểu vặt bây giờ còn lãng tai nữa à. Con gái cụ đến tìm cụ đây. Con nè ba. Ủa Diễm, sao con biết ba đây? Thì con đi làm về, con nghe con Hương nó nói ba đi Việt Nam. Rồi con phải sắp xếp hết mọi công chuyện bên Mỹ, đi con về con thua chuyện với ba đó ba. Chuyện gì? Tao với mày không có chuyện gì để nói hết trơn. Hồi tao ở bệnh á, mày với hai đứa em mày có quan tâm tới tao đâu. Hả? Bây giờ rước về tới đây đặng tính cản đường tao lấy vợ hả? Mày đi về đi, cấm xía cho chuyện của tao chưa? Ba hiểu lầm tụi con rồi mà ba. Dạ. Cô ơi, hình như là bố con nhà cô có việc riêng gì muốn nói chuyện đúng không? Dạ. Thôi cô qua đây cô ngồi cô nói chuyện với bố cô đi. Dạ con ngồi rồi, bác ngồi ở đâu bác? À, nhà tôi thì cũng nghèo lắm, có mỗi hai cái ghế thôi. Hai bố con cô ngồi đây nói chuyện thì hai mẹ con tôi vào nằm nhá. Vào nằm con ạ. Ừ. Anh ở đây nói chuyện với con. Em vào với mẹ tí nha. Cưng lắm nha. Cô lại đây tôi bảo này. Cô nhìn lại cái dung nhan của cô đi. Cô đứng cạnh con của người ta đấy. Cô còn bé hơn con của con người ta đấy. Mày đặt mẹ mẹ con. Nghe nỡ mấy cả người đây này. Đi vào. Ôi giời ơi. Vào tôi huấn luyện tôi dạy cô lại tí. Ba à, tụi con nghe ba về đây cưới vợ, mà vợ của ba nhỏ hơn ba tới mấy chục tuổi lận. Tụi con không có thể nào chấp nhận được ba à. Không chấp nhận hả? Tụi bay ích kỷ lắm, chỉ nghĩ tới tụi bay thôi à. Má mày mất tao hơn 20 năm. Nếu tao ham lấy vợ, tao đã lấy lâu rồi. Tao có gì lo cho tụi bay? Đứa nào bây giờ gia đình cũng yên vui hạnh phúc. Nhưng có hạnh phúc rồi, tụi bay quên luôn ông già của tụi bay. Weekend không có đứa nào về thăm tao đâu. Một cú điện thoại hỏi thăm cũng không có nữa mà. Bay á, tao kêu về không có đứa nào chịu về hết trơn á. Đứa nào cũng có kiếm lý do này lý do kia, không bận chuyện này thì bận chuyện khác. Tao có ba đứa con ở cùng một thành phố, mà lối xóm người ta cứ tưởng tao có một mình. Ba, tụi con bận thiệt mà. Ba biết rồi đó, ở bên Mỹ đứa nào ngày thường cũng làm 2-3 job hết á, còn ngày weekend tụi con ở nhà phải về nhà rồi hút bụi lau nhà, dọn dẹp nhà cửa, rồi còn phải lo cho mấy đứa nhỏ nữa. Tụi bay đâu có thấu hiểu nỗi cô đơn của người già như tao. Nuôi con khôn lớn á là muốn chia sẻ niềm vui với con mà con không hề bận tâm.
Tụi bay còn sợ trách nhiệm, đứa nào cũng lâm le, đòi bỏ tôi vô viện dưỡng lão hết. Ba hiểu lầm rồi. Ở Mỹ á, con cái mà đưa cha mẹ vô nhà già là không phải trốn trách trách nhiệm mà vì vấn đề y tế. Ba biết rồi đó, người già thì lúc nào cũng nhiều bệnh hết trơn á. Mà nếu ba ở với tụi con đi, lỡ như ba bị bất trắc, chẳng hạn như là tai biến mạch máu não, thì đâu có tụi con bên cạnh để cấp cứu cho ba, phải không? Còn nếu ba ở trong nhà già thì có nhân viên y tế, bác sĩ sẽ cấp cứu cho ba ngay nếu ba có chuyện gì. Nhưng mà bây giờ ba đâu có vô nhà già đâu mà ba nói. Chưa vô nhà già mà tối ngày nhìn quanh một mình, tao thấy cô đơn lắm mà tao không muốn quấy rầy tụi bay. Cho nên tao phải bước thêm bước nữa, kiếm một người bạn ở tuổi xế bóng, hiểu chưa? Ủa bác, nãy giờ bác lén nghe ba con nói chuyện hả bác? Nói chung tôi cũng không muốn nghe lén gì đâu. Nhưng mà cô biết rồi đấy, nhà tôi là nhà tranh vách đất. Bây giờ tôi có nằm, có bò, có quỳ, có trườn bò gì kiểu gì tôi cũng nghe được chuyện bố con cô thôi. Nhưng mà nghe qua câu chuyện ấy tôi thấy đúng đấy. Cô phải lo cho bố cô đi, ông ấy già rồi, cô đơn lắm. Tôi đây này, mới từng tuổi này đây này, đã cô đơn vò võ nằm một mình chịu không nổi đâu cô ạ. Thấy chưa, tụi bay không lo cho tao á, tụi bay phải xúi tao lấy vợ để có người khác lo cho tao chứ, cản hoài là sao? Ba à, con đâu có cản ba lấy vợ đâu. Đằng này ba lấy cái người gì đâu mà nhỏ hơn ba tới mấy chục tuổi lận. Ba, con nói nha, năm nay ba 74 tuổi rồi. Đấy, thấy chưa, tao nói mà, Việt Kiều về là kiểu gì cũng rút bớt tuổi. Đó, ba 74 tuổi rồi đó, con nhìn ba đó, con còn thấy ớn nữa đó. Muốn chi là cô hậu mới hai mấy tuổi, sao ôm ba được á ba? Con ạ, tắt đèn đi thì cũng chả có sao đâu con ạ. Gớm, bà lùn quá, có với nổi cây đèn không mà cứ đòi tắt. Chân thì ngắn, với tắt đèn. Nè, chị hỏi thiệt em nha, em yêu ba chị thiệt hả? Hổng mày, phi ăn xê của tao mày kêu bằng em hả? Kêu bằng má. Em nói thiệt với chị đi. Má. Dạ. À, má nói thiệt với chị đi. Trời ơi, bộ má yêu ba chị thiệt hả? Mà em má yêu ba chị vì tiền phải không? Này thôi cô đừng nói linh tinh nữa. Yêu làm sao được mà yêu? Cô nhìn đi, một người già và một đứa trẻ con yêu nhau làm sao được, mâu thuẫn quá. Nó, con tôi mà có yêu bố cô chỉ vì tiền với giấy xuất cảnh thôi. Mà tôi nói cô nghe, cái chuyện ông lấy vợ thì tôi ủng hộ ông ấy, tại ông ấy cô đơn quá. Nhưng mà cụ ạ, à, cụ lấy vợ cho nó xứng người với mình. Cụ lấy con nhà con ấy, người ta nhìn vào người ta bảo cụ là trâu già mà ham gặm cỏ non ạ. À, nè, nhưng mà chị nói cho em nghe, ba chị tiền dạng tháng có 1,000 thôi đó. Nói quá mày, có 900 thôi. Nó 900 thì là không đủ ba chị xài nữa, làm sao mà lo cho em rồi lo cho má của em nữa. Tao lo không nổi, mày không lo phụ tao được sao? Mày làm ở công ty AMI Cargo ha? Cái công ty mà gửi hàng khắp nơi trên thế giới đó ha? Nhanh chóng rồi tận tâm bảo đảm nè, thấy không? Thấy không? Gửi phao nào tính tiền phao đó, không gửi không tính tiền, đúng không? Dạ dạ, nhưng mà con nói ba nghe, con hối cấm cản ba lấy vợ, nhưng mà ba phải lấy cái người xứng đôi vừa lứa với ba hơn. Chẳng hạn như là, nhưng mà là bác đây nè. Cái gì? Mày giỡn hả mày? Đang yêu con tự nhiên nhảy lên lấy má hả? Phải không em hậu? Được mà. Làm gì có cái chuyện mà tình con mà duyên mẹ thế nào được? Không được. Không được. Hay được. Đây, sao mình không nghĩ ra nhở? Mẹ này, mục đích của con á là chỉ muốn đi Mỹ thôi, chứ làm gì con yêu thương cái ông già này. Hay là mẹ lấy ông Thọ đi cho con được đi Mỹ mẹ nhá. Này nhá, bây giờ tôi mới biết cái sự thật về con người của cô nhá. Công cốc tôi nuôi cô mười mấy năm ăn học, cô thành tài mà bây giờ con người cô cháo trở như thế à? Có cái loại con nào mà loại con muốn đi Mỹ vì cái mục đích đi Mỹ mà bán mẹ của mình cho một ông già hả? Tại sao lại như vậy? Tại sao chỉ vì một cái mục đích đi Mỹ của mình mà lại làm như vậy? Nhưng mà vì cô, tôi phải đành chấp nhận thôi. Ủa? Ông Hai à, sự thật thì ông cũng nhìn rồi đấy.
Nhà tôi thì cây độc một trái mà gái độc chỉ một con thôi. Con nó muốn như thế nào thì tôi phải chiều, chứ tôi cũng không muốn lắm đâu. Ông anh đấy, hôm nay ông anh đến đây nhìn đi. Nhìn vào trong căn nhà của tôi đi. Giữa Thúy Vân và Thúy Kiều, ông anh chọn ai? Cái này phải nói là giữa Thúy Vân và Tú Bà anh chọn ai? Này này này, cơ hội chỉ đến một lần nữa đây nha. Tôi giỡn thôi chị ơi, nói nghe nè. Ừ. Tôi không phải là người mê sắc đâu. Tôi biết. Nếu mà tôi mê sắc tôi đâu có để nguyên cái đầu bạc của tôi về đây. Đúng rồi. Ông Việt Kiều nào về đây cũng nhuộm đầu đen cái dầu hát hết trơn á. À. Thấy không? Tôi đâu có nổ đâu, có 900 tôi nói 900, thấy không? Ừ. Ý của tôi là chỉ muốn một người cuối đời lo lắng và phục vụ cho tôi thôi. Thì tôi cũng hiểu, nhìn qua câu chuyện thì tôi hiểu. Nhưng mà tôi qua đấy thì tôi lo lắng cho ông anh thì được rồi. Dạ. Nhưng mà còn cái chuyện phục vụ ông anh thì để kiểm tra lại coi súng ống đạn dược còn dùng được không đấy. Chị ơi. Hả? Mai vẫn còn chạy tốt cưng à. Cưng. Mới lúc nãy vào thì xưng bác, xong rồi xưng má, xong bây giờ qua chị cưng, tí nữa em thì mà chết tôi nhá. Vậy là hay quá rồi. Ba. À. Bác. Bây giờ vậy hai người từ từ tìm hiểu nhau đi nha. Công nhận nhá. Cái gì cũng có định mệnh với duyên số. Cách đây mấy tháng này tôi đi xem bói. Ừ. Bà thầy bói bà phán với tôi, bà bảo năm nay tôi có người nước ngoài về đây cưới tôi. Ừ. Tôi bảo trời ơi tôi già này, có con ma nào nó rước tôi. Không ngờ ngày nay có con quỷ già để về nó xác tôi. Không sao con, quỷ cái nói đúng. Ba như bác, bây giờ hai người cứ từ từ tìm hiểu nhau nha. Cái dài năm sau cái mình làm đám cưới cũng được. Vậy đi. Tôi không là tôi nè. Gì nữa? Còn sống được bao lâu nữa mà từ từ cưới liền đi. Này nhá cô nhá, cô có cái lòng tham vô đáy quá đấy. Vạch áo cho người xem lưng thấy cái lòng tham của mình, mục đích đi mỹ của mình vừa vừa phải phải thôi chứ. Ông anh ơi, cưới nhanh đi. Hả? Con nó đòi quá. Cưới liền á? Rồi cưới liền. Nó hối quá rồi. Vậy là hay quá. Làm cái nghề bầu xô khổ thiệt. Lúc này kinh tế nó xuống, mời ít ca sĩ thì không ai đi coi, mời nhiều á thì nó hao lỗ. Khổ thiệt đó chứ. Mình cái gì vậy bà? Buồn cười vậy. Hai vợ chồng mình lấy nhau 30 năm nay rồi mà mỗi lần ông nhìn tôi ông cứ giật bắn cả người, ông cứ làm như tôi là quỷ không bằng đấy. Bà không phải quỷ mà là ma. Ma gì? Ăn mặc gì là trắng toát như hồn ma máu quán vậy bà. Còn ông ấy, ông đứng dậy cho tôi xem nào. Sao? Ông ra đây. Ra đây, ra đây, ra đây. Này, đấy. Già hai thứ tóc rồi mà còn ăn mặc bộ đồ xanh lè, xanh lét cứ như con két ấy. Ông xem lại ông đi mà ông cứ nói tôi. Thời trang bà ơi, biết cái gì? Thời trang, thời chủng gì? Này, hôm nay dỗi hơi đi ra ngoài phụ tiệm giặt ủi tôi tí. Ông cứ để tôi một mình đàn bà thân quần quật cả ngày vất vả lắm, ông hiểu chưa? Tiệm giặt ủi á, bà chỉ nhận hàng rồi thu tiền thôi. Mọi việc bên trong là mẹ nó lo hết trơn rồi. Bà có làm gì đâu mà nói vất vả. Mẹ miết cái gì? Này, tôi nói cho nghe nha, nhiều lúc tiệm nó đông khách quá thì tôi phải vừa giặt ủi tôi vừa tính tiền. Rất là vất vả, ông hiểu chưa? Ông dẹp ngay cái nghề bầu xô đi nha. Mai mốt á, ông Giang phụ tôi đi. Tiệm mà đông khách lên rồi tôi mở trong một tiệm mới nữa. Bà giặt ủi là cái nghề lụm bà cắt, đâu có vinh quang gì đâu mà bà đặt mở tiệm thứ hai làm cái gì. Này, tôi nói cho ông biết nhá, cái nghề giặt ủi của tôi á là lượm bạc cắt, còn đỡ hơn là cái nghề bầu xô của ông. Cái nghề bầu xô của ông là đổ xuống sông xuống biển, ông hiểu chưa? Thôi nhức đầu quá, bà đi ra coi tiệm giùm cái đi ha.
để cho tôi làm show lần này ha. Nếu không trúng thì tôi sẽ ủi với bà đó. Cái gì? Ông ủi tôi à? Gớm, lâu lắm rồi không thấy ủi yết gì hết. Nói là làm đấy nhá, hứa đấy nhá. Cái gì vậy bà? Gì? Tôi nói ủi đây là ủi đồ đó. Chứ nhìn bà ủi gì nổi. Này, chê tôi rồi gì? Chán tôi gì? Không ủi thì thôi, đằng này ra nhờ mế ủi vậy. Trời đất ơi, nói gì cái bỏ đi à. Má nè. Trời ơi. Vậy Út. Cái gì mà gọi cho tôi mấy chục cuộc điện thoại luôn. Anh biết mà nhà hàng tôi giờ nó bận dữ lắm. Khách đó xếp hàng vậy nè, không có thời gian cuốn chả giò nữa, anh thấy không? Tóc mà tôi còn cuốn như chả giò luôn nè. Yeah. Không có rảnh tay chân mà cứ điện tôi hoài hà. Yeah. Anh có làm xô á, tôi cũng không có tài trợ nữa đâu. Yeah. Giờ này mà còn nồi móc xô, tôi tưởng anh là bây giờ phải móc bọc rồi đó chứ. Khi gặp mà cứ móc họng tôi hoài. Nói chuyện nghe. Ừ. Bầu xô á không phải là cái nghề mà là cái nghiệp. Ừ. Chắc kiếp trước á tôi nợ ca sĩ, cho nên kiếp này tôi phải trả. Tôi đã nói với anh rồi, anh cứ đầu tư địa ốc như tôi đi. Anh nói không, cho tôi đi, tôi làm 3 xô á, tôi mua biệt thự tôi ở. Bây giờ anh làm 10 năm rồi, hình như nhà này nhà mướn phải không anh? Nữa, thì cứ móc họng tôi nữa. Tôi nói gì nghe, bầu xô á là không có giàu. Ừ. Nhưng mà có cái vui á là làm giàu cho ca sĩ. Trời ơi. Mà tôi rút kinh nghiệm gì à? À, từ đó giờ tôi thấy làm show á, chứ bây giờ mà kiếm đủ tiền để mua nhà hết trơn á, mà chỉ thấy là làm show xong là bán nhà không à. Biết bán là sao làm. Vậy thôi, anh có bán 10 căn nữa tôi cũng không có tài trợ cho anh làm show đâu, tôi đi à. Không, chị à, tôi sắp làm show mà tôi không có nhờ chị tài trợ nữa. Mà lần này tôi sẽ đưa chị lên đài danh vọng. À, tôi không trả nghiệp cho ca sĩ nữa, mà tôi sẽ trả nghiệp cho chị. Ý là nói anh cho tôi 50 vé phi để mời bà con dòng họ tôi đi coi hả? Rồi nhân viên nó tôi nó cũng có thời gian cuốn chả giò đó, thời gian đâu đi coi. Không có rảnh, không có đi coi nữa. Thôi thôi chị, tôi chưa nói hết ý mà. Cho tôi 5 phút. Không có thời gian. 3 phút. Tham. 1 phút. 1 phút tôi có thể cuốn được 60 cái chả giò. Cho tôi xin 5 cuốn chả giò thôi. Ngồi xuống đây, ngồi xem. Đây, đây, đây. Tôi sắp làm cái tổ chức một cái cuộc thi Hoa hậu phu nhân, lấy tên là Hoa hậu phu nhân thế kỷ thứ 21. Tôi đăng ký độc quyền cái tên này rồi. Trời ơi, bây giờ anh thi hoa hậu hay mẫu hậu rồi đó là chuyện của anh, nói tôi làm gì. Trời ơi, tôi làm là có lý do. Chị biết không, tôi tổ chức kỳ này á là tôi muốn trao cái vương miện hoa hậu phu nhân thế kỷ thứ 21 cho chị. Bởi vì sao? Bởi vì chị là người duy nhất xứng đáng được đội cái vương miện đó mà thôi. Đúng. Oh my god, chỉ có chị, only you, là xứng đáng đội cái vương miện hoa hậu thế kỷ thứ 21. Trời ơi, đẹp lộng lẫy. Thấy chưa? Đẹp long lanh. Đẹp lắm. Đẹp long lộn. Tao nói chị là đẹp lạ lùng. Chị là chị đẹp chuẩn, không có cần chỉnh. Đi, ngồi, ngồi, ngồi. Tang 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 tang. Dạ, dạ em xin trân trọng giới thiệu với chị. Dạ em là cố vấn chuyên viên đào tạo hoa hậu. Dạ em là phụ tá đắc lực của anh Hà. Dạ em tên Bá. Hay ghê vậy ha. Làm show mà tên Hà kiếm trợ lý tên Bá. Dạ. Phải, bởi vì làm cái show nào cũng banh xác hết trơn rồi. Bây giờ làm cái này là nổi luôn nè. Tôi mướn cho hai thằng bảo vệ nó tên Thiên Lôi được không? Giỡn quá à. Chị Út mà chị vui tánh quá à. Chị Út biết làm sao? Tôi nói bao nhiêu người mà gọi tới hai anh em Hà Bá của tụi tôi à. Một hai đòi trả đủ bao nhiêu tiền để mua cái vương miện này. Mà hai anh em Hà Bá tụi tôi đâu có chịu. Tại vì dưới ánh mắt hai anh em Hà Bá của tụi tôi, chỉ có chị đòi cái vương miện này mới giống công chúa Thủy Tề. Trời ơi,
Rồi cả đời làm nhà hàng cuốn chả giò không. Tự nhiên giờ kêu lên làm hoa hậu rồi. Mấy anh suối tôi lên sân khấu tôi ngại lắm, tôi mắc cỡ lắm. Trời gì đâu, đâu chị ơi. Chỗ đông người tôi mắc cỡ lắm trời. Trời kỳ lắm. Sao đâu chị? Không kỳ. Nào thi vậy anh? Tụi tôi đâu có suối chị đi thi, thấy không? Mà tụi tôi mời chị lên sân khấu để nhận cái chức hoa hậu. Thi chỉ là cái thủ tục thôi. Đúng. Thi đó chị chỉ là cái thủ tục thôi. Người phụ nữ Việt Nam mình là phải có 4 yếu tố: công, dung, ngôn, hạnh. Mà chị, only you, có 5 yếu tố. Yếu tố quan trọng nhất là chị có tiền. Trời ơi, đàn bà tao có tứ đức rồi mà tôi có tới ngũ cung lên trời. Bậy. Hả? Nó làm như là đàn tỳ bà ngũ cung trong này. Chị ngũ đức. À ngũ đức chị ơi. Có tiền lắm không? Ngại dạ, quá. Dạ, trời ơi, ngại quá. Nè, tôi nói chị nghe. Người Mỹ người ta có câu rich and famous. Yes. Có nghĩa là tiền tài và danh vọng. Hai thứ đó phải đi đôi với nhau. Dạ. Nếu giàu mà không có danh thì cũng giống như là một viên ngọc quý mà để trong bóng tối. Oh. À, giống như ông bà mình hay nói là áo gấm đi đêm. Chị mặc áo gấm mà chị đi ban đêm mà sao mà ai biết cái đẹp. Dạ. Không lẽ vừa đi cầm cái đèn pin chiếu chiếu vậy à? Thấy không? Đúng đó. Em nói cho chị nghe, chị giàu đó là chị giàu thiệt. Nó chứ không phải giống như mấy bà kia. Trời ơi, giàu mà giàu nổ, giàu xạo. Em thích chị tại vì chị kín đáo. Trời ơi, giàu mà không ai biết chị giàu tại chị không có khoe của. Trời yeah. ơi, chị mà giàu gì em? Giàu gì mà khoe khoang? Người ta giàu cỡ Bill Gates người ta còn chưa khoe nữa kìa. Chị có 4 cái nhà hàng thôi, có gì đâu khoe em. Chị coi cái nhà hàng, ông xã chị coi cái, rồi hai đứa nhỏ nó coi mỗi đứa một cái. Vậy đó mà tôi nó học trung học xong nó đòi học nữa, cái tôi mới nói thôi. Học chi con? Ở bên đây á, bằng cấp để làm chi? Để kiếm ra tiền. Má sẽ chỉ tụi con kiếm tiền mà không cần bằng cấp. Wow, vậy mà quá. Tụi nó không nghe lời. Sao vậy? Nó cứ đòi đi học luật sư. Nó học chi con? Coi cái dừa kia, gương của Kỳ Duyên kia kìa. Học bao nhiêu năm ra bằng luật sư, bây giờ đi quảng cáo sữa dê. Đó. Nên học. Cũng đúng ha. Đúng, trời ơi. Còn nữa. Sao sao chị? Hôm bữa đó tao nói tiền đâu có bao nhiêu tiền. Chứ có vài triệu trong nhà Ben nè. Rồi cái là bữa đó tao mới đi kêu coi cái building. Bữa em á. Cái building nào chị? Không, em nghèo mạt lắm đâu có tiền của đâu mà đi coi. Chị đi coi với em nhớ không? Đi với tôi vậy. Trời, đi coi cái building đó, cái ông đó đó ông quỳ ông lại ông gian xin, trong khi mình thì dư tiền mà ổng thì không mua, là ổng bị nhà băng nó kéo cái kéo ổng. Thương quá mới mua cái building đó thôi. Chứ vợ chồng tôi mua rồi để vậy đó, rảnh leo lên sân thượng thả nhiều chơi vậy đó. Trời, bởi vậy mà ông xã không được cái ông cưng, cái nước cưng vợ, thấy cái tay thả diều cưng cái mua cho mớ hột xoàn đeo chơi vậy. Ai đó vậy, ai vậy? Ủa cái này cái gì đây? Dạ hột xoàn á chị. Vài bữa tôi tặng cho cái kính lúp nha không. Hả? Gì vậy? Kính lúp mà soi cho cái hột xoàn. Trời ơi. Hột này hột gì? Hột mè hả? Trời. Vậy đó mà hột xoàn ở nhà ông xã ông mua cho cá bụm. Hôm qua đó cầm cái hột lỡ rớt xuống đầu con chó chết tại chỗ. Trời đất ơi. Dữ vậy hả? Dạ. Chị ơi, em tưởng cái hộp xoàn của chị là phải chọi con trâu nó cũng chết nữa đó chị. Chứ chó gì chị. Chị thích em rồi đó nha. Dạ. Đó, cái tánh ông xã không được, cái ông cưng vợ vậy đó hà. Ê, cái ông nói thôi mình ơi, để tôi mua chiếc Rolls Royce cho mình, rồi cái mướn tài xế cho nó dìu đỡ mình, cho giống bà, giống mẹ. Mà tôi nói thôi, đừng có làm cái chuyện vậy. Mình có 5-7 chiếc xe rồi. Đó, xung quanh mình còn biết bao nhiêu người nghèo khổ. Đừng có làm... giống như hai anh em Hà Bá nè. Sao chị? Giờ này còn chạy chiếc Rolls Royce ấy, chạy chiếc Corolla màu nâu mười mấy năm về trước phải không? Thường quá, bữa tôi thấy anh chạy, tôi chạy đằng sau anh, tôi thấy 4 cái bánh nó lông hết trơn rồi đó. Trời, tưởng xúc ra không? Thường quá, trong khi tôi đó thì tôi chạy chiếc BMW, ông xã thì chạy chiếc Mercedes, thằng con trai chạy chiếc Lexus, còn nhỏ con gái nó chạy cái chiếc gì nè, cái chiếc mua chừng cái gì nè, ai xin cho đi hả? Trời ơi, Infinity. Cái gì ai xin cho đi mà nội. À đó, cái chiếc gì mà mua trần đó. Thôi kệ, vài bữa mà tụi nhỏ nó bỏ, tôi xin 4 cái bánh xe cho anh. Thương quá. Chị ơi, còn chiếc du thuyền chị mua 3 tháng trước sao chị không nói luôn đi? Trời, chị mua tới phi thuyền chứ du thuyền gì em. Trời cũng ơi. Tại ông xã, sao? Ông thương, cả cái tánh ông thương vợ. Ông nói ngày xưa đó em ở Việt Nam nghèo khổ, chèo thuyền ra ngoài cầu ông lãnh bán dưa hấu đó. Thương quá, bây giờ ông mua cho chiếc du thuyền để chèo ra ngoài biển thả dưa hấu cho người nghèo ta vớt ta ăn cho mát ruột.
Trời ơi, dữ quá. Chừng nào chị tính mua mấy trái đu đạn quăng xuống dưới sông. Anh nhắc em mới nhớ nha. Để ngày mai em mua vài trái lựu đạn em thả xuống sông cho chớp bớt cái đám hà bá đỡ ám em. Anh Hà anh kỳ quá à. Chị Út chị giàu có, chị muốn quăng cái gì kệ mẹ chị đi, tự nhiên à. Chị Út thích em rồi đó nha. Chị Út vô đi. Ngồi 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 cưng, chị. Cưng. Thôi mình nói cái vụ hoa hậu đi chị. Giờ cái vụ hoa hậu chị tính sao? Trời tự nhiên chị thích dễ sợ rồi. Hoa hậu. Trời ơi thiệt là ngại quá à, mắc cỡ quá à. Chị đừng nói em ngày mấy thi nữa nha. Không có, chị này chị về chị hỏi ý kiến ông xã chị. Hỏi. Nói chị nghe nè, ở trên đời này không có cái ông chồng nào muốn vợ mình thi hoa hậu hết trơn á. Đúng. Người ta thi hoa hậu phu nhân là có ba mục đích. Thứ nhất là để đánh thức ông chồng mình vậy. Đúng. Cái đàn ông mà lấy vợ về đó, 2 năm sau là quên cái nhan sắc của vợ mình liền. Không còn nhớ vợ mình đẹp hay là xấu. Cái này sai nè. Sao sai? Lấy vợ 2 ngày là anh thấy con vợ nó như con quỷ rồi đó anh. Chị thích em nữa rồi đó nha. Thích em rồi. Thôi. Nè. Dạ. Còn cái thứ hai. Thứ hai. Là có lợi cho cái business của chị. Dạ. Có lợi nha chị. Nha. Chị mà đoạt được cái giải hoa hậu rồi, lúc đó chị có thể công khai đội dương miệng ngồi chiên chả giò. Hồi đó giờ đâu có ai mà chiên chả giò đội dương miệng, thấy không? Không có ai đâu nha chị Út. Only you. Only you. Only you. Only you mới dám làm cái chuyện đó thôi. Business sẽ lên dùng dục. Dạ. Lên đó nha chị, lên lắm đó nha chị. Dạ. Thứ ba, sau khi chị được hoa hậu, lúc đó cái giá trị và chiều cao của chị sẽ tăng lên. Đó. Ôi, em ngồi kế bên chị mà tự nhiên em thấy chị cao vút như cái tre miễu vậy đó. Nhờ cái dương miệng đó chị. À, thấy không? Lúc đó đó, trong cộng đồng bao nhiêu kỳ event sẽ đổ xô mời chị. Chị xuất hiện trước của công chúng với một cái danh hiệu là hoa hậu phu nhân thế kỷ thứ 21 chứ không phải là cô Út chả giò nữa. À, thấy không? Lúc đó hàng trăm ngàn thanh niên độc thân sẽ đổ xô đua nhau chà đạp chen lấn lôi ruột để được nắm bàn tay của chị. Trời ơi, thi hoa hậu có lợi vậy hả ta? Trời ơi, thi hoa hậu có 3 cái lợi. Cái lợi thứ nhất đánh thức thằng chồng mình. Cái lợi thứ hai bán được nhiều chả giò. Cái lợi thứ ba là trai trẻ đạp lôi ruột lên hung mình. Trời ơi. Đúng. 3 cái lợi chà bá như vậy đó mà chị bỏ đó có 50 ngàn chứ nhiêu. Dạ. Cái gì mày? Hả? Trời đất ơi, đi vô miệng này mua ngoài chợ chợ có 10 mấy bạc mày bán của tao 50 ngàn. Trời đất ơi, tao bán bao nhiêu ngàn cái chả giò mày mua được cái gì miệng mày? Trời ơi. Trời ơi, sao quốc tao vào tay mày vậy? Bình tĩnh chị ơi, đừng có lớn tiếng. Nói chị nghe, mà đó giờ đó có hoa hậu nào mà lấy giải đâu. Dạ. Ta nhận giải xong mà ta trả lại giúp trẻ em một câu không à. Mà chị biết á, anh em hà bá tụi tôi mà nghe cái tên không là người ta không muốn. Anh, hả? Trời đất ơi, cái này là mình phải có cái sự qua lại chứ đúng không? Đúng. Ờ, vậy là nếu như thi là phải cho lại chứ. Ví dụ tôi đạt rồi dương miệng là phải cho tôi lại ít nhất là 10 ngàn à. À, phải không? Hả? 10 ngàn hả? Sai chị ơi. Đâu, tụi em, hai này mà bá tụi em định giao cho chị 30 ngàn tiền mặt trên sân khấu đó chứ. 30 ngàn tiền mặt? Dạ. Rồi cái vô hậu trường chị mới đưa lại cho hai em hà bá tụi em. Tại sao vậy? Cái gì mới trả 30 ngàn lấy lại liền kìa trời. Sao gỡ giống? Từ từ chị ơi, hồi nãy tôi nói rồi, không có ai nhận giải hết trơn á. Hoa hậu trao lại giúp cho em một câu không à. Tụi tôi là hà bá, nghe cái tên là tao đâu có thích. Tụi tôi mồ côi, coi như chị trao lại cho tôi là đúng rồi. Mồ côi tội lắm chị ơi. Ừ. Nói dạ. Chung vậy là mất trắng 50 ngàn hả? Dạ. Trời ơi, 50 ngàn. Cái gì? 50 ngàn đô. Bán bao nhiêu cái chả giò mới được 50 ngàn đô rồi. Im lặng là được rồi. Trời ơi, bà này bà hám danh lắm, bà phải chịu thôi. Mày chạy đi làm poster với đăng quảng cáo liền. Rồi, để em cái vụ đó. Khoan, cái gì nữa? Mày nhớ ghi dùm báo là có hàng ngàn thí sinh ghi danh nghe chưa? Dạ, em biết cái vụ đó, kinh nghiệm lắm. À, mà anh ơi, cái gì? Thật sự là mình có bao nhiêu thí sinh? Con bệnh mẹ này à. Hả? Mà mẹ có 50 ngàn là đủ rồi, đi. 50 ngàn là đủ rồi hả? Đi nói làm, được rồi, để em. À, nhưng mà anh nói nghe nè, em phải train con mẹ Út chả giò này. Tại anh biết sao không? Trời ơi, để đến lúc bà lên sân khấu, bà không biết làm cái gì, bà làm nhục hai anh em mình á. Mày nói đúng. Để em. Chị Út. Em dặn chị Út cái này nha. À, kể từ bây giờ, chị đi đâu, chị làm gì, chị cũng phải nhớ mang giày cao gót cho em. Chị biết tại sao không? Tại sao? Trời ơi, giống như mấy cái bà kia bà đi thi đó, chị biết không? Trời ơi, nhà mang dép lào không à. Trời, lúc lên sân khấu mới mang giày cao gót, tôi nói đi như robot vậy.
Đó, kỳ lắm. Em chuẩn bị cho chị rồi. Trời ơi, này chu đáo vậy. Chu đáo lắm thằng này. Thích này dễ sợ luôn. Trời ơi, lấy tiền của chị mà. Trời ơi. Cái gì mà như đi cả heo vậy em? Đúng. Nó đó chị. Cà kheo đó chị. Nè, kể từ ngày hôm nay chị phải mang đôi giày cà kheo này cho em. Hả? Này là vật bất ly thân. Ờ. Trời đánh, chị cũng không có được leo xuống nha. Hả? Ai mà có giết chị, chị cũng phải bảo vệ lấy nó. Ờ. Giữ nó nha chị. Ờ. Đứng chiên chả giò cũng phải leo lên nó mà đứng chiên. Chiên cả ngày mà đứng nó chảnh em. Ờ, phải vậy mới quen. Ờ, chú quen. Em nói chị nghe nè, rủ em mà chị có đi phi trường đó. Ờ. Trễ máy bay kệ nó. Ừ. Đừng có tháo ra. Ừ. Để vậy chạy thẳng tới cổng phi trường đón chiếc máy bay khác có trật giò kệ mẹ nó luôn. Ừ. Nhớ không? Ừ, nhớ rồi. Đó, cái này là quan trọng nhất nè. Ừ. Đứng lên đây. Ra đây. Sao? Đó. Rồi, bây giờ chị tập khóc cho em đi. Trời, tự nhiên rồi đang vui vẻ kêu tôi khóc, sao tôi khóc? Không biết gì hết à. Cái lúc mà MC người ta tuyên bố chị giật giải đó là chị phải òa ra chị khóc. À, chứ không á chị đứng tỉnh bơ vậy nè, chị ta biết chị mua giải. Mình ừ. Set up, biết không? Đúng rồi, nó nói đúng á. Bây giờ nè ha, em làm MC rồi cho em tuyên bố là chị khóc liền nha. Dạ, kính thưa quý vị, như lời quý vị đã tiên đoán, người đoạt giải Hoa hậu phu nhân thế kỷ 21 không ai khác hơn đó là bà Quỳnh Thị Úc. Em đó, em có của, em mua cái giải này, em là Hoa hậu. Đến. Trời ơi, chị cười kiểu đó làm tao biết chị mua giải rồi. Ừ, không được. Méo, méo. Chị khấu xấu lắm. Ừ, đúng rồi. Nên nè, bây giờ nè, em làm lại ha. MC tuyên bố là chị phải méo. Méo rồi mới khóc, biết không? Dạ, kính thưa quý vị, Hoa hậu phu nhân thế kỷ 21 là bà Quỳnh Thị Úc. Gì vậy? Má bà chết rồi sao bà khóc dữ vậy? Để em kìm bớt lại nè. Méo thôi. Dạ, tại vì em xúc động quá. Em xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã bên bầu cho em. Vậy đó. Dạ, em xin chân thành cảm ơn ban giám khảo. Em chân thành cảm ơn anh hai, anh Hà Bá đã tổ chức cái show này. Và đặc biệt em xin cảm ơn chồng em đã ở nhà bồng con, thay tã, cho nó uống sữa để em có thời gian em đi thi Hoa hậu. Em xúc động quá mà em không dám khóc, em sợ khóc em xúc lông mi dạ. Nín đi, nó xúc thiệt kỳ lắm. Dạ, em xin phép em nín khóc. Chứng đề đứng đây khóc ngồi chắc xúc á, tại vì em không có cái gì thiệt hết á. Chắc em đi trước quá chứ để thôi em hốt cả đống đồ giả. Thôi em đi trước. Đi đi em. Dạ dạ, em dạ dạ dạ, để em nè. Gì? Đang làm cho tốt, tao bonus cho mày 500 đô. Trời nghe. I like it. À chị Úc, chị Úc. Dạ. Giữ nguyên cái cảm xúc giống vậy nha. Dạ. Lúc MC tuyên bố là giữ nguyên cảm xúc giống vậy nha. Dạ. Đi trước nha. Ừ. In 5,000 cái poster phải không? À, rồi. Rồi, tại lẽ nha. Xúc động quá. Úc à. Dạ. Ngoài cái giải Hoa hậu ra còn có mấy cái giải phụ nữa. Hả? À, chị muốn cái giải nào? Ví dụ như là Hoa hậu thân thiện. Thân thiện làm gì? Trời ơi, tôi có tiền tôi mua giải, tôi đâu cần thân thiện như thế nào đâu mua. Hoa hậu ăn ảnh. Ý nói ngoài tôi xấu hả? Hoa hậu duyên dáng đi, cái này phải cần có. Cái này có đi, tôi mua cái giải duyên dáng đi, tại vì duyên dáng mới bán được nhiều chả giò. Bán được nhiều chả giò mới có tiền mua cái giải Hoa hậu. Đó, được, mỗi giải duyên dáng nha. Mỗi giải 10,000. Cái gì vậy? Cái gì mà bán thêm giải 10,000 vậy? Duyên dáng, đừng có nói chuyện như vậy. Duyên dáng, nhưng mà tôi lên sân khấu á, tôi đâu có biết nói gì đâu mà duyên dáng. Không biết ứng xử gì đâu. Đừng có lo, tôi đưa trước cho chị học. À. Tới ngày đó chị lên sân khấu chị việc phun ra là ăn tiền thôi. Trời ơi, thích anh ở nhà chu đáo dễ sợ. Ê, câu 5,000. Gì vậy? Trời ơi, câu hỏi cũng lấy 5,000 nữa. À. Ăn bạc mệt đi. Duyên dáng. Duyên dáng, tổng cộng là 65,000 rồi đó hả? Ừ. Ở kệ bà nó chơi luôn nè. Anh ơi, có cái giải tài năng không? Có. Anh bán cho tôi cái giải tài năng nha. Sao vậy? Anh nói với khán giả rằng tôi có tài dữ lắm á. Tài gì? Trong vòng 30 giây em có thể cuốn được 30 cái chả giò. Nhớ mua cái giải đó nha. Tổng cộng là 75,000. Rồi. Là tôi là Hoa hậu được phải không? Rồi, chắc chắn rồi đó. Dạ, em xin kính chào quý khán giả và toàn bộ ban giám khảo. Em xin tài trợ cho tất cả ban giám khảo cũng như là quý khán giả dưới đây ăn chả giò tới khi nào ói ra chả giò thì thôi. Dạ, em xin chào. Chắc giới thiệu mẹ này vô American Got Talent quá. 30 giây mà cuốn 30 cuốn chả giò còn hơn tay xe thuốc riêng. Dạ, em xin chào anh.
Wow, người đẹp. Đi đâu vậy? Dạ, em tới đây xin đăng ký thi Hoa hậu phu nhân. Ủa, anh chưa đăng quảng cáo mà sao em biết? Ừ, thì cũng nhờ chị chủ của quán hương đó. Chị được mệnh danh là người kính tiếng nhất Busa. Không biết chị nói sao nhỏ xíu hà, mà bây giờ tất cả các tiểu bang ở Mỹ biết hết rồi đó. Biết vậy khổ kêu thằng bá làm quảng cáo. Không sao, khỏi cần. Mời em ngồi, Dạ. Vô đây. À, ngồi xuống. Đẹp quá. Dạ, em đội ơn anh. Em à? Dạ. Em tên gì vậy? Dạ, em tên Phú. Cái gì Phú? Dạ, Trần Triệu Phú. Wow, cái tên nghe nam tính dữ. Dạ, cha mẹ đặt sao thì em để vậy hả? Không sao, miễn là đẹp được rồi. Em làm nghề gì vậy? Dạ, em hả? Em đang có người nuôi. Trời ơi, ai nuôi vậy? Dạ, chính phủ nuôi em. Ở tù hả? Không có, em đang ăn tiền thất nghiệp. Ồ, anh thất nghiệp hả? Dạ. Trời ơi, dễ thương quá. Anh. Sao? Đừng có ngồi gần. Mala, Seda. Dạ. Mala. Vậy thôi anh xích ra. Dạ. Em giận ba má quá hò. Sao vậy? Giận ba má không cho ngồi gần á hả? Vậy. Ba má đặt em tên là Triệu Phú, mà em lúc nào cũng thất nghiệp hoài hả? Bởi vậy. Anh ơi, sao? Bây giờ không có má ở đây, xích lại gần em nha. Được rồi, anh xích lại gần nè. Anh, mày muốn quá. Sao? Nếu mà em á. Sao? Có con với anh á. Em mà có con với anh á, em sẽ đặt con của tụi mình tên là Trần Tỷ Phú. Tên gì cũng được. Dạ. Nếu mà có con với em là được rồi. Thương quá. Mày. Cái gì ghê vậy? Anh mới làm cái gì ghê á? Thôi ông làm gì mà như con cá nớp bóng vậy? Dạ, tại anh muốn hôn em đó. Đẹp không? Trời đã quá vậy ta. Trời ơi, cái đít nhiều thì ghét không. Eo thon da, ngực tở cho thương. Đây, ba. Dạ. Mày điên hả mày? Điên cái gì? Sao mà mạnh tay vậy? Trời ơi, hư hàng phụ nữ hết. Ai nói anh thằng này phụ nữ? Sao phụ nữ mà? Thằng này là đàn ông. Cái gì? Thằng này là cầu thủ đá banh trong đội của em. Anh ấy là thủ môn. Sao mày? Anh nhìn cái cặp giò đó đi. Ê, cứ Dạ, cặp giò là anh coi. Trời ơi. Anh thấy không? Có một đầy sừng banh hết đó. Trời người ơi. Người bạn em. Vậy mày nói vô đây làm cái gì? Anh nghĩ đi. Mình tổ chức thi Hoa hậu mà có một mình con mẹ Quỳnh Thị Út mới mua giải à. Em tìm quá trời bao có người nào chịu đăng ký đi thi đâu. Em mới sực nhớ tới 11 thằng đá banh trong đội của em. Em kêu nó giả gái hết. Một thằng đứng đây còn 10 thằng ngoài kia kìa. Để em kêu nó vô. Thôi vậy mày. Mày điên hả? Mày vô rủ trong 10 thằng đó nó có đứa đẹp hơn cái thằng này thì làm sao mà bà Út mà được giải được? Bỏ đi. Vậy hả? Dẹp đi. Không, không được á. Không được. Rồi, không được thôi. À, không được thôi. Vậy làm sao? Trời ơi. Vậy là ý anh bây giờ anh không cho tôi thi phải không? Đâu có được đâu. Em nói cho anh nghe nè, bây giờ không thi Hoa hậu cũng được nữa. Em sẽ giúp cho anh làm một chuyện. Chuyện gì? Anh nghĩ đi. Anh thấy rồi đó. Em nè, cao như vậy đúng không? Em sẽ dán poster giùm anh. Em cao như vậy em sẽ leo được lên tới đâu mà em sẽ dán được tất cả mọi nơi mà không có thằng nào có thể xóa được mà xé được của anh đâu. Được, cái này được nè. Được cái gì? Để biết thôi, bây giờ nè, không cần phải nói nhiều vậy đi. Được, anh để cái chớp đó cho em nha. Vậy nha anh. Tướng chắc đó, bữa nào ra đá banh với tụi này nha. Đi nha cho nội. Trời ơi. Ê. Dạ. Mày mày về trễ chút mà tao có con cái thằng này rồi. Anh mà có con với thằng đó chắc trẻ ra quái vật. Bởi vậy. Hên á, cảm ơn mày à. Dạ. Kè kè quái thú của anh về tới kìa. Nghe ba làm. Ông à. Hả? Ông à.
Bình tĩnh chị. Tôi đang giặt ủi ngoài kia mà tôi nghe một cái hung tin rất là rùng rợn. Hung tin gì rùng rợn? Tại sao ông tổ chức thi hoa hậu phu nhân mà tôi là vợ ông mà ông không hề báo cho tôi biết? Báo mà biết làm cái gì? Để tôi đăng ký dự thi. Trời ơi, sai. Sai cái con mẹ mày. Này, cái cuộc thi hoa hậu phu nhân này nhá, ông tổ chức phải cho tôi đậu giải hoa hậu đấy. Ông mà không có cho tôi đậu giải, tôi phát banh cái chương trình này ra đấy. Trời ơi, cho mà đậu á hậu á là tôi đã á khẩu rồi. Có gì là hoa hậu? Đúng, anh nói đúng đó chị. Không có được đâu. Dừ mày ấy, cứ ý kiến suốt à. Này, tôi nói cho biết tại sao mà tôi thi hoa hậu là vì sao. Điều thứ nhất, tôi đậu giải hoa hậu để tôi thức tỉnh ông dậy. Ông lấy tôi chỉ 2 giờ sau là ông quên vợ ông không còn biết vợ ông xấu hay đẹp. Ông chỉ đi ngó con vợ hàng xóm. Rồi ông về ông nhìn tôi, ông xìu xìu ảnh ảnh. Tôi bảo ông ủi, ông không chịu ủi. Có đúng không? Đúng. Điều thứ hai, tôi đậu giải hoa hậu phu nhân rất có lợi cho cái business ế khách của tôi. Tiệm giặt ủi của tôi đang ế khách sẽ đông khách nườm nượp. Vì tôi đội vương miện, tôi mặc bikini, tôi đứng tôi giặt đồ, tôi ủi đồ. Lúc đó khách không muốn đến cũng phải đến. Đến là vì muốn ngó cái body hấp dẫn của tôi. Có đúng không? Không có gì phải ói. Tôi nói xong tôi còn mắc ói nữa đây này. Điều thứ ba, tôi đậu giải hoa hậu phu nhân, lúc đó kép nhí sẽ theo tôi nườm nượp. Khi đó tôi sẽ sống trong cảnh phi công trẻ lái máy bay bà già. Lúc đó tôi cũng không có thời gian đâu mà lái ông. Ông có muốn lái tôi cũng không còn sức đâu mà lái ông nhá. Hiểu chưa? Có đúng không? Đúng. Có đúng không? Đúng không? Đúng. Chị nói đúng. Đúng con khỉ. Hả? Tao nói cho mày biết nha con quỷ. Cái gì? À không, tôi nói cho bà biết nha, tôi đã nhận người ta 65.000 rồi, không có bỏ được. Này, 65.000 hả? Tôi trả ông thẳng 70.000. Ở dưới đây có ai trả 75.000 không? Không, tôi điều. Trời ơi, sao bà ăn gian vậy? Ba. À dạ. Đi theo, khách khe cho chị trả em 5.000. Hả, chị cho em 5.000? Đúng. Tránh ra còn 500. Trời ơi. Không ngờ chị giặt ủi mà chị giàu có quá. Hồi đó giờ em đâu có dám đứng gần chị, em đứng xa xa không à. Giờ đứng gần chị mới thấy chị, thôi ôi, đẹp lộng lẫy, đẹp lồng lộn, đẹp long lanh, đẹp lạ lùng. Tôi nói chị, nói chung là chị đẹp chuẩn không cần chỉnh. Chị thích làm hoa hậu phải không? Ba cái dương miệng đó nó bắn mười mấy đồng cái, mua cả chục cái trong đây nè. Đem lựa một cái cho vừa hợp với chị nha. Đứng đó. Tàn 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 mé 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 đi chị. Trời. Còn cái mỏ méo thì dễ thương. Vậy tay chào, vậy tay chào chị. Bước đi chị. Trời ơi. Tàn 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 tàn. Chú rể đứng sát vô. Chú rể đứng sát vô. Rể nè hả? Dạ, đứng sát vô. Trời ơi. Tôi nói đúng là trời xanh một cặp chị á. Hai đứa dắt nhau vô động phòng đi. Gì? Giết mày chết cho mày. Em nói lộn. Hai đứa dắt nhau vô phòng. À. Trao giải đi. Dạ. Dạ thưa quý vị, đây là phu quân, còn em là phu nhân. Chúng em tự tổ chức, chúng em tự giật giải. Nói chung là chúng em tự xử. Dạ em xin chào quý vị ạ. Trời ơi, tôi tổ chức mà đi con quỷ dài, tôi đã hốt giải. Kể từ bây giờ, ai đang đi cửa hậu, muốn đi cửa chính làm hoa hậu, kiếm em take care cho.